Vâng, chào mọi người. Đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu rồi ạ. Chào mọi người chia sẻ giúp em nhé. Chúng ta chuẩn bị vài phút nữa chúng ta bắt đầu. Đấy, chia sẻ đi ạ. Chào mọi người chia sẻ giúp em nhé, chia sẻ đây một vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu ạ, chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhé, chia sẻ giúp em này. Vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Được ạ. Vô luôn. Vâng. Mọi người chia sẻ giúp em vài phút nữa thì ta bắt đầu ạ. Chia sẻ cho nhiều anh em chúng ta biết đến nhé. Rồi, xin chào mọi người. Chúc buổi tối hôm nay chúng ta vui vẻ ạ. Mọi người chia sẻ giúp em cái video này ạ. Cái buổi livestream này chia sẻ giúp em chia sẻ đi ạ. Rồi, chào mọi người. Buổi hôm qua thế nào ạ? Buổi hôm qua thế nào ạ? Mọi người thấy buổi hôm qua ổn không ạ? Buổi hôm qua thế nào mọi người? Buổi tối qua. Em chưa, hôm nay còn chưa được cả tắm cơ anh ạ. Hôm nay hơi mỏi. Hôm nay chắc là có thể em sẽ giới thiệu được khoảng hai cảm biến hôm nay mới nghỉ thôi, hôm nay hơi mỏi ạ. Hôm nay chắc là chỉ giới thiệu được hai cảm biến xong là em xin phép là nghỉ sớm thôi, hôm nay hơi mỏi. Ở nhà thôi Thảo ạ. Vâng, buổi hôm qua mình thấy thế nào? Hôm qua học một qua một cảm biến thì hôm qua em hướng dẫn mọi người cách là chúng ta không phải nhớ một cái gì đấy, đúng không? Không phải nhớ cảm biến. Thì buổi hôm nay chúng ta lại bắt đầu tìm hiểu xem là lại cảm biến tiếp nữa. Vâng, cảm ơn mọi người. Nay chúng ta lại hà. Vâng, chúng ta lại tiếp tục vào cảm biến thôi. Trên xe có mấy cảm biến thì sau những buổi ngày hôm nay và một buổi sau nữa. Vâng. Và buổi sau nữa thì là chúng ta sẽ học hết tất cả các cảm biến trên xe, thì chúng ta thấy sẽ thấy được là sau những buổi sau mọi người thấy cảm biến trên xe nó chả có cái gì cả, được chưa? Cảm biến rất đơn giản thôi. Sau những buổi sau mọi người thấy nó rất đơn giản. Tại sao nó đơn giản? Thì sau những buổi hôm nay, buổi mai và một vài buổi sau nữa thì mọi người thấy sẽ là không có gì cả. Vâng, hiện tại Smart Key và ABS thì chắc em không cho vào đây được, vì thực ra là cũng rất là mỏi, tối rất là bận, ngày cũng rất là bận thì không chưa sắp xếp được thời gian để cho chúng ta vào thêm vào buổi những buổi này, thì chắc là phải hẹn mọi người bằng khóa học trực tiếp thôi. Vâng, vì em rất bận
nhiều anh em mà tham gia vào nhóm rồi đấy, em thấy là em chưa đăng bài hay là chưa trả lời mọi người đâu. Vì em giờ này em cũng rất là bận, ngày em rất là nhiều việc, xong đến tối thì anh quanh cái là đến 8 giờ rồi, ăn cơm không được ăn. Đến như hôm nay còn chưa được tắm cơ. Chưa được tắm giặt gì. Hôm nay lên livestream thôi thì chắc là hôm nay hơi mỏi mỏi, thì chắc em livestream được chia sẻ cho mọi người hai cái cảm biến nữa thì xong mọi người sẽ thấy được là trên xe chúng ta có mấy con cảm biến thôi, nhưng mà sẽ thấy được hôm ngày hôm qua chúng ta thấy được một cảm biến. Không có cái vấn đề gì chúng ta phải nhớ nhớ một cái thông số gì cả, đúng không ạ? Không cần nhớ thông số, không cần nhớ màu dây, mà chúng ta làm việc nó rất là đơn giản và hiểu được cái cảm biến TP ấy, bản chất nó là cái gì thôi, rất đơn giản, và thích chúng ta thích làm gì nó cũng được. Như hôm qua em chia sẻ cho mọi người cách cách giả lập chưa nhỉ? Chúng ta sử dụng con biến trở để chúng ta giả lập cái cảm biến TP đấy. Cảm biến TP bản chất nó là một con biến trở ba chân thôi, rất bình thường, không có một cái gì là cao sang hay là ghê gớm. Thì em hướng dẫn trong cái khoa của em gần như mọi người không bao giờ phải nhớ một cái thông số gì cả, chúng ta làm việc theo một cách hiểu thôi. Hiểu bằng cách là tiếp theo là chúng ta sử dụng bằng sơ đồ, phương pháp study sơ đồ. Như hôm nay của anh nào anh gọi điện cho em vào cái xe mà xe Vision hay gì đấy, được chưa? Rồi không biết là xong chưa? Phải anh Khánh không nhỉ? Anh Khánh Vĩnh Phúc ấy. Vĩnh Phúc cái gì nhỉ? Anh Phúc Vĩnh Phúc thì phải. Đó, anh Khánh em Phúc con Vision ấy, có phải là lỗi ở phần hôm nay không nhỉ? Vâng. Thì ngày buổi hôm qua em chia sẻ với mọi người rồi, cái cảm biến TP bản chất của nó chỉ là một con biến trở thôi. Thì mọi người kiểm tra nó bằng cách nào và chúng ta làm thế nào để ta xác định được nó bị lỗi hay không lỗi, lỗi trong giải và như thế nào và lỗi ngoài giải thì ra làm sao. Thì hôm qua chúng ta đã thấy rồi. Thì sau những buổi ngày hôm nay nữa thì em chia sẻ cho mọi người hai cảm biến nữa liên quan đến cảm biến nhiệt độ. Được chưa? Hai cảm biến nhiệt độ. Thì chúng ta sẽ thấy được cái nhiệt độ thì nó như thế nào. Được chưa? Nó rất đơn giản thôi. Nó rất đơn giản thôi, không có gì cả. Thì tí nữa em sẽ thấy được mọi người lại không phải nhớ một cái gì cả. Đấy là rất đơn giản. Như hôm trước và hôm qua là cảm biến TP không phải nhớ, đúng không? Có anh em nào sau buổi hôm qua có phải nhớ không ạ? Và hôm qua có hôm qua sau buổi hôm qua mọi người thấy cảm biến TP có phải nhớ cái gì không ạ? Em hướng dẫn mọi người gần như là không phải đo, chưa thể đo cái gì mà chúng ta cũng thể xác định được. Nhưng chúng ta xác định được, muốn làm được như vậy thì chúng ta phải ít nhất chúng ta phải có cái máy chẩn đoán. Được chưa? Máy chẩn đoán. Chứ chúng ta mà dùng phương pháp đồng hồ đo thì nó rất là lâu. Đúng, em chia sẻ rồi thì mọi người nên có máy chẩn đoán, hãng nào cũng được. Em thấy trên thị trường Việt Nam bây giờ thì máy chẩn đoán nào cũng sử dụng được, không có cái máy nào nó lỗi đâu. Quan trọng là về giá thôi, mọi người đầu tư mức độ ra như thế nào thôi. Còn với em thì em thấy sử dụng máy nào cũng được. Chưa thấy cái máy nào nó báo sai hay báo như nào cả, chúng ta đều sử dụng được hết, được chưa? Mọi người nên có máy chẩn đoán đi, mua máy chẩn đoán đi. Cái máy chẩn đoán là cái máy để cho chúng ta làm việc. Được chưa? Chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn và nhanh hơn, chứ đừng làm việc theo kiểu mà chúng ta đo kiểm quá nhiều. Em thì em không hướng dẫn mọi người đo kiểm nhiều, làm nó rất mất thời gian, rất mất thời gian của chúng ta. Được. Rất mất thời gian của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được là cái cảm biến ý, bản chất thì có thể khả năng mọi người thấy là trên YouTube hay là các kênh khác đều mọi người chia sẻ cho mọi người cái giá trị điện trở của nó quá nhiều, đúng không? Em thấy là rất là nhiều người chia sẻ là giá trị điện trở nó bao nhiêu hay là điện áp từ bao nhiêu đến bao nhiêu, mọi người đừng quan tâm, được chưa? Chúng ta quan tâm là cái con thông số trong giải của nó là từ 0, mấy, 0,2 đến 0,3 V cho đến là 4 mấy V ấy, chúng ta chỉ quan tâm như vậy thôi, đừng có nhớ có chính xác không gì cả. Chúng ta chỉ việc là nhìn hiểu được bản chất của nó thôi, đừng nhớ cái gì mà quá là quá nhớ, như là quá nhớ vào các cái gì nó sâu xa quá. Chúng ta chỉ việc làm việc, và giống như hôm qua em chia sẻ là em không bao giờ em đi sâu vào ban bệnh, mà em chỉ làm việc về đúng nguyên lý thôi và không độ chế. Nên là anh em nào mà cứ hỏi em về ban bệnh ấy thì ít khi em trả lời về ban bệnh lắm, vì em làm việc vì tất cả một em đã nói rồi, cùng một hiện tượng xảy ra nhưng rất nhiều nguyên nhân, được chưa? Cùng một hiện tượng nhưng rất nhiều nguyên nhân xảy ra, vì mỗi một xe nó có một hiện tượng, được chưa? Nên chúng ta đừng quan tâm về cái việc mà quá chính xác về thông số ấy nhỉ. Chúng ta chỉ nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta làm được. Thì buổi hôm qua cảm biến TP nó rất đơn giản, nó ảnh hưởng là gì? Nó ảnh hưởng đến đến thời quan trọng, mọi người cứ đẩy này, tất cả các cảm biến trên xe nó chỉ điều khiển được là kim phun và gì, điều khiển ánh lửa và phun xăng thôi, hai cái phần đấy thôi, chứ đừng quan tâm sâu xa quá là nó như thế nào, được chưa? Thì mọi người hôm qua thấy là được gì, hôm qua ta thấy là khi mất cao áp ấy, nhiều anh em gọi điện hỏi là bây giờ mất cao áp thì kiểm tra cái gì ấy? Thì trong đó là đã thấy là một cái nguyên nhân gây ra hiện tượng là mất cao áp rồi, đúng không ạ? Ngoài cảm biến CKP quan trọng nhất rồi thì đến cảm biến TP nó cũng liên quan đến, vì tại vì sao? Vì nó bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ người tham gia giao thông, được chưa? Đấy là một cái thông minh do người thiết kế người ta tính toán rồi.
thì mọi người thấy được là nó rất là hay, được chưa? Hôm qua cũng rất nhiều anh em chúng ta chưa xem được thì chúng ta lại xem lại những cái video đấy, được chưa? Có, và tiếp theo là hôm qua em chia sẻ cho mọi người là cái nhóm ấy, cái nhóm mà hôm qua em lập ra để cho chia sẻ cho mọi người và cách phương pháp đọc sơ đồ ấy, và phân tích lỗi qua thông số sơ đồ mạch điện, và cách chúng ta tìm kiếm những cái kho tài liệu mà không phải mất tiền, được chưa? Miễn phí. À, cách chúng ta làm việc, và thứ hai nữa là phương pháp mà chúng ta không cần phải ở nhà mà không cần một cuốn tài liệu nào, chúng ta đi du lịch mà chúng ta vẫn tìm được cái tài liệu và chúng ta chia sẻ và sửa xe được ở nhà, cho chỉ cần có anh em thợ ở nhà hiểu cái phương pháp làm của chúng ta thì đều làm được điều đấy. Đấy là mong muốn là mọi người như vậy, chứ đừng làm theo kiểu máy móc mà chúng ta cứ phải chúng ta ở nhà chúng ta mới làm được, và thứ hai đó cứ phải ở nhà để chúng ta đọc tài liệu chúng ta mới làm được. Thì ở đây chúng ta đều hiểu bản chất của nó là cảm biến đấy là cái gì, chúng ta không cần quan tâm, được chưa? Không cần quan tâm đến cái việc mà cảm biến ấy nó như thế nào. Và cái nhóm riêng ấy thì sẽ chia sẻ trước. Thì mọi người để ý này, thì cái tranh ấy thì sau em sẽ chia sẻ vào trong cái nhóm có những cái bức tranh nào chúng ta cần. Chúng ta không cần thiết phải quá nhiều bức tranh đâu, chỉ cần độ khoảng vài ba bức tranh. Nếu mà làm sơ đồ nguyên lý của Honda ấy, sơ đồ hệ thống mạch điện ấy, thì chúng ta chỉ cần hai bức tranh thôi, hai đời. Đấy ạ, một đời đề thường giống như đời lít, những đời lít 110, đời cũ ngày xưa, và một cái xe đời mới đời ACG, là chúng ta hiểu nguyên lý, và thứ hai chúng ta hiểu cái phương pháp đọc thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm những cái xe nào chính xác nhất thì chúng ta tìm đúng đời xe đấy, được chưa? Thì chúng ta kiểm tra thứ nhất là chân e xe nó đúng, thứ hai nữa là nó đúng màu dây thì chúng ta làm việc nó chuẩn hơn. Còn cái việc mà chúng ta phân tích nó chỉ như vậy thôi. Còn nhiều anh em thì chúng ta lại muốn là in tất cả các đời xe thì chúng ta nhiều lắm, chỉ sợ nhà chúng ta không đủ chỗ để treo thôi. Mà treo như vậy nó cũng lãng phí, nó không cần thiết, được chưa? Chúng ta có phương pháp làm thôi, được chưa? Rồi thì cái nhóm đấy em lập ra, nhưng hiện tại thì em vẫn chưa có thời gian để em vào nhóm để em chia sẻ, thì em rất là bận. Thì có một ngày có cái anh hôm qua là anh Tiến ấy, thì em thì mọi người nhớ nhá, anh Tiến đấy và em thì chưa có phải là người thân thiết hay là gì cả, cũng là quen như mọi người, được chưa? Cũng quen như mọi người trên Facebook thôi. Thì bạn ấy, anh thấy anh ấy là gì rất là nhiệt tình, anh ấy chia sẻ, vì thế em rất là bận, anh ấy nhiệt tình anh chia sẻ, nên là mọi người thông cảm. Cái việc mà anh Tiến ấy mà có liên quan thì mua bán tài liệu hay gì không liên quan em thì mọi người để ý nhá. Anh Tiến nhớ nhá, anh Tiến hôm qua mà trong nhóm ấy thì mọi người để ý giúp em. Em thì em mục đích của em không phải mua bán, được chưa? Mục đích của em không phải mua bán, mà đây là em muốn chia sẻ cho mọi người cái phương pháp làm việc đó để mọi người có thể thay thế được những cuốn tài liệu. Và thứ hai nữa chúng ta học được cái phương pháp làm việc mới hơn, được chưa? Nên mọi người nhớ là trong nhóm đó có là anh đấy rất là nhiệt tình, thì anh ấy cố gắng đang tập hợp để gửi cho em thôi, không có gì cả. Và thứ nhất, thứ hai nữa là mua bán cái gì thì chúng ta phải để ý lưu ý, vì em cũng không phải là người không mục đích mua bán ở trong này, được chưa? Nên là anh Tiến có thể để ý em, thì em rất là thấy anh rất là nhiệt tình, không sao cả. Anh em sẽ sau cái nhóm đấy em cố gắng anh xây dựng được lên thì rất là tốt. Em thì em rất là bận, em có thể lúc nào em chỉ live stream hoặc chia sẻ thôi, chứ em không thể làm vào trong đấy liên tục và em bình luận được, được chưa? Và mọi người vào cái nhóm hôm qua em chia sẻ ấy, ở trên phần ấy, trên cái bài của em ấy. Không, anh không quan tâm đâu Thảo ơi, không còn quan tâm là nhiều hay không đâu. Anh không, mục đích của anh không phải gom vào để bán hàng, mà mục đích của anh làm việc nó hiệu quả nhất, được chưa? Đầu ra nó tốt hơn thì mọi người làm việc nó tốt hơn, chứ không phải bây giờ ào vào đấy. Chủ yếu mục đích người ta nhóm nhiều ấy, người ta bán hàng là chính thôi, mình thì mình không quan tâm, được chưa? Cái mục đích của mình là chia sẻ mọi người nào làm được để chất lượng nó tốt lên, chứ không phải là mục đích mình vào đấy để bán hàng, được chưa? Rồi mọi người để ý giúp em nhá. Thì trong một vài phút nữa thì chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay thì bắt đầu chúng ta sẽ học về hai phần, đó là phần cảm biến nhiệt độ, hai cảm biến liên quan đến nhiệt độ. Thì sau buổi hôm qua chúng ta đã thấy được là gì, bọn ta thấy được gì, chúng ta sẽ không phải nhớ, đúng không? Buổi hôm qua có anh em nào đã trước này trước từ trước đến nay chúng ta phải nhớ quá nhiều về cảm biến TB chưa, có anh em nào không ạ? Thì sau buổi hôm qua chúng ta thấy là chúng ta gần như chúng ta không phải nhớ cái gì, đúng không ạ? Cảm biến TB rất đơn giản, nhưng mọi người cố gắng là phải có cái máy chẩn đoán thì hay hơn, chứ đừng làm theo kiểu dạng là đo kiểm. Em thì không hướng dẫn mọi người đo kiểm đâu, nên là mọi người chú ý chúng ta làm bằng phương pháp là phân tích thì nó dễ dàng hơn, được chưa? Trong buổi hôm qua có câu hỏi gì không ạ? Thì để chúng ta chuyển sang bài mới. Có câu hỏi gì không ạ? Hôm qua có câu hỏi gì không ạ? Cái hình ảnh của em cho mọi người đấy, nó thay đổi đi, thay đổi cách làm việc đi. Được chưa? Thay đổi cách làm việc đi, đừng làm theo cách cũ mà chúng ta phải nhớ quá nhiều. Được chưa? Đừng nhớ quá nhiều mà chúng ta làm theo cách hiểu đi. ECM nó cũng giống như con người đấy, do người thiết kế là lập trình ra nó chỉ hiểu như con người thôi. Nên cứ nghĩ nó đơn giản như vậy thôi, được chưa? Bản chất là gì, nó gửi cái tín hiệu, nó do cảm biến được cái mức độ của chúng ta, tay ga của chúng ta gửi về ECM để ECM tính toán, là mục đích là tính toán xăng và lửa thôi, được chưa? Tính toán thời điểm phun xăng, thời gian phun xăng và thời điểm đánh lửa, được chưa?
Rồi, mời câu hỏi gì cho cái phần hôm qua không ạ? Để chúng ta chuyển sang bài mới ngày hôm nay. Vâng, có anh em nào hôm qua, có trong cái buổi hôm qua đã thấy là mình không phải nhớ gì không ạ? Em hôm qua em chia sẻ cho mọi người cách đọc sơ đồ rồi đúng không ạ? Từ cái việc chúng ta không cần thiết phải có phải nhớ thông số và không cần thiết nhớ màu dây, không cần nhớ số thứ tự của cái bộ ba cảm biến mà chúng ta vẫn làm được, đúng không ạ? Còn anh em nào mà chúng ta nhớ được cái số thứ tự thì rất là tốt, không vấn đề gì cả. Được chưa? Người ấy chia sẻ cái bài viết này đi ạ. Có anh em nào thắc mắc về phần hôm qua không ạ? Có thắc mắc gì ạ? Có không hiểu hay là thấy nó không đúng hay là như nào ạ? Có anh em nào có thắc mắc không? Chúng ta hãy comment đi ạ. Comment đi ạ. Bình luận ở phần dưới đấy để chúng ta thấy nó ok thì chúng ta chuyển sang cái phần bài ngày hôm nay. Vâng, cái phần mọi người vào nhóm ấy thì mọi người kích vào cái trang cá nhân của em sẽ có cái phần chia sẻ nhóm, thì mọi người vào kích vào đấy tham gia thì em sẽ đồng phê duyệt sau, đồng ý sau. Cả ngày hôm nay em chưa vào Facebook mấy đâu, có một lúc em vào Facebook trả lời được mọi người thôi. Vâng. Cái phương pháp của em là phương pháp không nhớ nhá, không phải nhớ gì ạ. Bẻ cơ khí thôi, tăng cơ vị điện áp TP thì không có, không muốn câu trở thì chỉ có tăng cơ khí thôi thì làm thế nào? Em thì em ít khi làm cái việc đấy đó. Có nhiều anh em là tăng bằng cách là lừa xong là đồng bộ lại. Em không để ý cái phương pháp là làm cái việc đó, mà em chủ yếu là nhớ, em chỉ hướng dẫn mọi người làm cái zin á, đừng 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 hỏi em những cái việc độ chế hay là ban bệnh nhá. Em không trả lời trên này đâu. Được chưa? Vì em nói rồi nó rất là nhiều nguyên nhân xảy ra chứ đừng 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 cùng một hiện tượng như rất nhiều nguyên nhân, nên là đừng 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 hỏi em về ban bệnh hay là cách làm đấy, đừng hỏi. Vâng. Mọi người hãy tập trung vào cái việc mà chúng ta hiểu nguyên lý đi, đừng làm theo kiểu máy móc. Em không làm như vậy. Được chưa? Em không làm như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta phải hiểu bản chất đã, đừng 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 hiểu máy móc. Mà anh em nào mà cần đến cái việc mà chúng ta ban bệnh ấy thì chúng ta xem trên YouTube hay trên mạng nhiều, rất nhiều anh em chia sẻ. Còn em ở đây em hướng dẫn mọi người làm theo cách làm thôi. Điện áp anh em, kim phun nó sử dụng bằng điện áp không phải tín hiệu. Đó là cơ cấu chấp hành. ECM nó dập mát cho kim phun, được chưa? Vâng, chúng ta cứ làm zin đi đã, đừng đừng độ chế hay là đừng đừng hỏi em về những cái phương pháp độ chế cho em không trả lời đâu nha. Nên rõ ràng là với nhau đấy, làm việc nó bằng zin đã, vì mọi người đang chưa hiểu bản chất, mọi người cứ thích độ chế. Bao giờ mọi người hiểu nguyên lý thật sâu vào rồi thì mọi người độ chế cho nó rất là, thì nó rất là hay. Còn đừng độ chế lửa vời rất là mệt người, được chưa? Và mọi người khi mọi người hiểu nguyên lý lên trên mạng anh em nào chia sẻ mình biết ngay anh ấy làm gì, được chưa? Rất đơn giản thôi. Cảm biến nó không có gì khó cả. Rồi anh em nào có câu hỏi gì không thì chúng ta chuyển sang ngày bài hôm nay. Đấy ạ, chuyển sang bài hôm nay. Hôm qua là ship được 500 anh em. Mọi người chia sẻ đi để những cái khóa học mà nó được tiếp cận đến nhiều anh em khó khăn chưa được điều kiện để đi học. Đấy ạ, mọi người chia sẻ đi. Thì chúng ta sẽ chuyển sang bài ngày hôm nay. Thì mọi người hôm qua sau buổi những buổi hôm qua chúng ta đọc được cái sơ đồ nguyên lý nó đơn giản hơn chưa? Đơn giản hơn chưa? Thì buổi hôm qua chúng ta học về cảm biến TP, thì cảm biến TP bản chất nó là gì rồi? Và thứ hai nữa chúng ta kiểm tra nó như thế nào? Đấy ạ. Rất đơn giản thôi, thực ra là em trên online em không chia sẻ được sâu hơn vì nó không thể nào mà giao tiếp trực tiếp được với mọi người, mà không được hỏi đáp, không được được nó được kiến thức nó được đa dạng hơn, được chưa? Cái BTP ấy, cảm biến TP nó lỗi rất là nhiều nhá, xảy ra vì mọi người thấy là cái gì cứ hoạt động nhiều ấy thì nó sẽ bị lỗi, không có gì cả, được chưa? Còn cái việc mà em chia sẻ với mọi người nó là cái nguyên lý, và mọi người hiểu được cái nguyên lý thì mọi người sẽ làm được. Còn đừng đừng còn cái việc mà mọi người muốn, cái hành vi mọi người muốn sửa ấy, thì đó là cái việc mà chúng ta thường xem trên mạng mà anh em chia sẻ cho chúng ta ấy, đó là cái cách làm thôi. Cách hiểu mọi người chưa được ai được chia sẻ đến cái cách hiểu, chúng ta chỉ cách hiểu thôi. Còn cái việc mà làm ấy, chúng ta xem trên mạng rất là nhiều anh em chia sẻ cho chúng ta, rất đơn giản thôi, cứ làm thôi, mọi người thấy nó cực kỳ đơn giản, được chưa? Tất cả cảm biến chúng ta lừa nó thế này, muốn làm gì nó cũng được, bản chất nó cơ bản nó chỉ là thay đổi cái điện áp gửi về ECM thôi, không có gì thay đổi, được chưa? Rồi có câu hỏi gì không, em chuyển sang phần mới luôn nhá. Thì buổi hôm nay em sẽ chia sẻ cho hai mọi người hai cái cảm biến thôi, cảm biến liên quan đến nhiệt độ. Thì vì em sẽ nghỉ vì hôm nay em hơi mệt. Được chưa? Hôm nay hơi mệt. Nên chia sẻ mọi người hai cảm biến thôi. Cảm biến nhiệt độ. Thì sau buổi hôm nay mọi người sẽ thấy được lại hai cái cảm biến nữa lại không phải nhớ. Tại sao lại không phải nhớ? Cực kỳ đơn giản.
được chưa? Nó rất đơn giản thôi, không phức tạp như mọi người nghĩ đâu, được chưa? Rồi ta muốn làm gì nó cũng được. Rồi mọi người thấy ok thì chúng ta chuyển sang phần mới nhá. Bắt đầu chuyển sang phần mới nha mọi người nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta vào cảm biến là cảm biến ECT. Cảm biến ECT là gì? Được chưa? Mọi người hãy chia sẻ cho anh em nào, những anh em bạn bè đồng nghiệp chúng ta chưa được tiếp cận thì mọi người sẽ tang tên vào anh các anh vào và chúng ta sẽ chia sẻ được chưa? Đức Hoàng là bạn nào nhỉ? Mình chưa biết. Rồi, chúng ta chuyển sang ngày hôm nay. À chưa, không xuất hiện mình. Rồi. Không hiểu. Rồi mọi người hiểu cái phần hôm nay em chia sẻ chưa ạ? Hôm nay giải phóng miền Nam mà anh, quốc tế lao động đâu, ngày mai chứ. Ngày mai mới quốc tế lao động mà anh. Rồi. Cảm biến EOT và ECT và EOT thì bản chất nó là hai cảm biến như anh nào anh nói gì thì Lê Thành Uyên hay gì đúng không? Có hai cảm biến đấy thì bản chất nó là liên quan đến nhiệt độ động cơ và nhiệt độ, những đời xe nào mà không có nước làm mát thì nó là cảm biến EOT, còn cảm biến nào là có nước làm mát thì nó là cảm biến ECT, được chưa? Nên là mọi người đừng quan tâm về cái chi tiết nó quá, không cần thiết đâu, mọi người hiểu bản chất thôi. Đúng rồi, cảm biến nhiệt độ thì sau buổi hôm nay mọi người sẽ thấy là cảm biến nhiệt độ nó cũng cực kỳ đơn giản, được chưa? Vâng, cảm biến nhiệt độ nó cực kỳ đơn giản, nó giống còn đơn giản, gần như là đơn giản như cái cảm biến hôm qua chúng ta học là cảm biến TP. Vâng, thì hôm nay buổi trưa nay em có nhậu rồi, nên là hôm buổi tối này hơi mệt, được chưa? Vâng. Thì mọi người đấy này, cảm biến EOT hay cảm biến ECT bản chất là nó báo nhiệt độ động cơ thôi. Cái đời xe nào mà có nhiệt độ nước làm mát thì nó sẽ là cảm biến ECT, còn đời nào mà không có nhiệt độ nước làm mát thì nó sẽ là cảm biến EOT. Nhưng đừng quan tâm về cái tên của nó nhiều quá, bản chất của nó là đo cái nhiệt độ của động cơ để nó tính toán ra lượng xăng phun và thời điểm bánh nửa, được chưa? Chỉ quan tâm như vậy thôi, đừng làm cái việc gì mà nó sâu xa hay nó ghê gớm quá, đừng quan tâm, được chưa? Giải thoát cái đầu mình đi, quan tâm nó chỉ thế thôi, nó báo về nhiệt độ cho em xem, đừng có phải sâu sát mà nó là ui rồi nó kinh khủng lắm, đừng làm như vậy, được chưa? Đừng làm như vậy. Mọi người để ý cho em là học theo bản chất, học theo cách hiểu, đừng làm như vậy. Xe nào chúng ta cũng làm được, nếu làm nhiều rồi ấy, thì chúng ta sẽ là gì, nếu làm nhiều rồi thì chúng ta làm nhanh, còn chưa làm thì chúng ta sẽ làm chậm thôi, không sao cả. Còn anh em cứ lên trên mạng hay nhiều anh em khác hay trung tâm khác, người ta sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm. Em thì em ít khi chia sẻ mọi người cách làm. Cách làm này thì mọi người phải trau dồi, mọi người tự phải làm đấy, được chưa? Thì nó mới là kiến thức của mọi người, chứ không phải đến đây chia sẻ cho mọi người cách làm như vậy vì mọi người chỉ biết cách làm thôi, mọi người không hiểu bản chất. Thì sau khi mọi người hiểu bản chất rồi thì mọi người làm cái gì cũng được, được chưa? Cảm biến ECT, cảm biến gì mọi người lừa cũng được. Hoặc rất nhiều anh em vừa rồi, thời gian vừa qua là độ chế để cho nó chống hụt ga ấy, bản chất là gì, nó lừa cảm biến ECT này, được chưa? Lừa ECT này là gì, để giảm cái nhiệt độ xuống để tăng lượng xăng lên để chống hụt ga đầu ấy, thì bản chất nó chỉ như vậy thôi. Không, đừng quan tâm quá nhiều về cái phần này, được chưa? Cảm biến ECT. Cảm biến ECT đúng không ạ? Nhiều anh em chúng ta không biết cảm biến ECT là cái gì đâu. Rất nhiều anh em, còn anh em nào làm nhiều rồi thì chúng ta thấy quá bình thường. Thì hôm nay chúng ta tham khảo thêm cách phương pháp làm việc của em, được chưa? Đây là mọi người tham khảo thêm cách làm việc của em nhé, chứ em không áp đặt ai cả, làm như thế nào cả, được chưa? Cách làm việc nào đơn giản nhất mà chúng ta làm, được chưa? Đơn giản nhất ta làm, đừng làm khó mình, khổ mình làm gì cho mệt, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào đây. Đúng rồi, em chỉ chia sẻ lý thuyết thôi, chứ còn cái việc mà chúng ta làm online này không chia sẻ được cái thực tế đâu, thực hành đâu. Lý thuyết thôi ạ, mọi người, em chia sẻ lý thuyết thôi nhá, không có cái gì cả. Quan trọng mọi người có lý thuyết đi thì mọi người sẽ thực hành được, được chưa? Rồi ok, tiếp tục này, chúng ta sẽ đi vào sâu và tìm hiểu cảm biến ECT là cái gì, được chưa? Cảm biến ECT bản chất là gì? Nó là sử dụng một nhiệt điện trở để gì? Thay để báo cái nhiệt độ của động cơ, gửi thay đổi cái giá trị điện trở của bên trong của con giá trị nhiệt điện trở này để gửi cái điện áp về ECM để ECM phát hiện được là động cơ đang ở nhiệt độ bao nhiêu, để bắt đầu tính toán cho chúng ta biết được là thời gian phun xăng
và thời điểm đánh lửa, được chưa? Nó chỉ bản chất là như vậy, mọi người cứ nhớ này, tất cả các cảm biến xoay quanh chỉ có thời gian phun xăng và gì thì thời điểm đánh lửa là như vậy thôi, bản chất như vậy. Nó sẽ thay đổi góc đánh lửa, thì góc đánh lửa như nào thì trong những buổi sau chúng ta học về hệ thống đánh lửa ấy, thì nó chúng ta sẽ thấy được hệ thống đánh lửa, được chưa? Rồi thì bọn người đẩy là gì, cảm biến ECT này nó là gì, nó báo cái nhiệt độ động cơ này về ECM. Độ cũng được anh ạ, nhưng mà cái chúng ta sẽ làm xây ra hiện tượng là vâng, chúng ta phải có lý thuyết chứ, đúng không? Rồi mọi người đấy này, chúng ta sẽ hiểu là chỉ hiểu bản chất của cảm biến thôi nhá, đừng quan tâm đi sâu về nó. Và trong khóa học của em không bao giờ khuyến khích mọi người đo cái giá trị điện trở của nó, vì giá trị điện trở của nó sẽ thay đổi liên tục theo cái nhiệt độ của động cơ. Nên là nhiều anh em hôm trước em nói chia sẻ rồi, tại sao ấy chúng ta không nên làm theo phương pháp đo thông số giá trị điện trở, thì chúng ta phải làm trên máy chẩn đoán. Tức là tại vì sao nó sẽ gửi cho chúng ta cái giá trị thực tế của nó, gửi về trên của ECE, gửi về ECM và trên máy chẩn đoán của chúng ta. Đừng làm việc đó là đo cái thông số, vì cảm biến thì nó sẽ là một giải trạng thái, nó không cố định một điểm nào để chúng ta đo thông số. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học ở trung tâm chẳng hạn, người thầy dạy cho mọi người, hướng dẫn cách mọi người cách đo cái cảm biến này, được chưa? Cảm biến điện trở, cảm biến nhiệt độ này, thì ở cái môi trường của chúng ta đang là gì, khoảng 30 độ C buổi tối là khoảng 30 độ C chẳng hạn đi, đúng không ạ? Thì giá trị điện trở mọi người đo được là gì, khoảng 1 kilo ohm đi, em không quan tâm thì nó chính xác bao nhiêu, em chỉ nói là như vậy thôi. Thì sau khi đó thì mọi người sẽ thấy được gì, buổi hôm đấy thì nó có đo thì mọi người ghi vào tài liệu là gì, 1 kilo ohm, thì mọi người cứ đang chăm chú quá là vì chúng ta phải nhớ nó là 1 kilo ohm. Thì như vậy thì sau những buổi sau khi chúng ta về nhà ta làm, thì những buổi ngày ban ngày nhiệt độ nó lớn hơn, nó khoảng 37 38 độ đi, đúng không ạ? Và cái xe người ta đã đi đến với nhà, đến đi chạy trên quãng đường nó rất là dài rồi, đến với mình nó nhiệt độ nó thay đổi, nó sẽ ra một cái giá trị điện trở khác. Nên mọi người đừng quan tâm về cái việc giá trị điện trở của nó làm gì, đừng đo, em không bao giờ khuyến khích mọi người đo, được chưa? Cái này đo cực kỳ đơn giản, đừng đo làm gì cả, đau đầu. Chúng ta làm việc theo phương pháp là chẩn đoán bằng cách là gì, chúng ta kết nối với máy chẩn đoán, chúng ta nhìn được cái thông số của nó, được chưa? Thông số này thì tí nữa em sẽ hướng dẫn mọi người tại sao em không cần phải nhớ nó là cái gì cả, nó đơn giản thôi, đừng nhớ, được chưa? Chúng ta hiểu thôi, hiểu bản chất thôi, được chưa? Rồi tí em sẽ phương pháp chia sẻ cho mọi người cách mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán và chúng ta biết ngay được nó lỗi hay không lỗi, nó đứt dây hay là nó bị sai giá trị điện trở, thì chúng ta sẽ làm được ngay. Rồi mọi người hiểu phần này của em chia sẻ chưa? Rồi cảm biến ECT này nó sẽ gì, nó sẽ ảnh hưởng đến là gì, nhiệt nó sẽ ảnh hưởng đến nữa nó ảnh hưởng đến là góc đánh lửa sớm đánh lửa muộn. Mọi người để ý là gì, rồi thì thời gian phun xăng, thời gian phun nhiên liệu ấy theo nhiệt độ động cơ. Mọi người để ý là gì, nếu chúng ta đi những cái xe phun xăng điện tử, chúng ta sẽ thấy được cảm giác nó thích hơn và nó khởi động buổi sáng ấy, tức là khởi động lạnh, nó sướng hơn so với, nó dễ khởi động hơn so với những cái chế xe đời cơ khí ngày xưa của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng chế cơ này, bình xăng con này, chúng ta thấy là buổi khi trời lạnh thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rất khó khởi động. Nhưng đối với những cái dòng xe phun xăng điện tử, nó có cảm biến nhiệt độ này, nó sẽ tính được là gì, nhiệt độ đang thấp, nó sẽ tính toán để phun xăng vào để cho đậm xăng lên để chúng ta nổ máy dễ hơn, đúng không? Chúng ta thấy nó khởi động mạnh. Và nhiều anh em chúng ta sẽ thấy được là gì, khi mùa đông ấy chúng ta nổ máy lên, chúng ta thấy ngửi thấy mùi xăng rất là nhiều ở đằng sau bô, đúng không ạ? Và máy nó rồ lên ấy, là bản chất là gì, nó đang phun đậm xăng lên để cho chúng ta dễ khởi động. Đó là một cái ưu điểm cho chúng ta thấy được là khi chúng ta đi xe phun xăng điện tử nó hay hơn là ở thế cơ, nó như vậy, được chưa? Và thứ hai nữa là nó thay đổi được khi nhiệt độ tăng lên thì nó sẽ tính toán là gì, giảm xăng đi, nó tiết kiệm nhiên liệu là ở điểm đấy, nó thông minh hơn là điểm đấy, được chưa? Còn nếu mà chúng ta sử dụng theo chế cơ ấy, thì chúng ta chỉ thay đổi được đúng một mức thôi, nó cứ hoạt động theo đúng một cái điều chỉnh của chúng ta thôi, nó không thể thay đổi linh hoạt được như phun xăng điện tử, bản chất là như vậy thôi. Mọi người chỉ nhớ là gì, cảm biến ECT này, cảm biến nhiệt độ động cơ này, nó gửi về tín hiệu về cho ECM để biết được nhiệt độ động cơ đang là bao nhiêu, để gì, xác định được phun xăng và đánh lửa, thế thôi, được chưa? Hai cái phần đấy thôi. Và mọi người để ý nhá, như hôm qua ấy, chúng ta học được cái phần là gì, cảm biến TP nó cũng có ảnh hưởng đến cái phần cao áp, đúng không ạ? Cảm biến TP nhiều lúc là hôm trước là chúng ta em chia sẻ là gì, mọi người thấy là gì, khi chúng ta thấy là nhiệt độ mất cao áp ấy, nhiều anh em hỏi mất cao áp ấy, rất nhiều nguyên nhân xảy ra, nên chúng ta phải kiểm tra. Thứ nhất hôm qua chúng ta phải kiểm tra đó là gì, cảm biến TP nó cũng liên quan đến mất cao áp, đúng không ạ? Thì hôm nay cảm biến ECT này nó cũng liên quan đến mất cao áp, được chưa? Thì hôm qua mọi người thấy là gì, nó bảo vệ là gì, cảm biến TP nó lớn hơn 60 độ, góc mở lớn hơn 60 độ thì nó sẽ bảo vệ cái người lái xe, bảo vệ người tham gia giao thông,
Được chưa? Nó bảo vệ. Thì hôm nay cái cảm biến nhiệt độ này nó bảo vệ, nó bảo vệ động cơ. Nó khi chúng ta nhiệt độ quá lớn lên thì nó có thể, có nhiều anh em nhìn nhá, nó sẽ bị cắt cao áp. Cắt cao áp tức là nó bỏ đi, nó bảo vệ động cơ, tức là nó thấy nó nóng quá nó ngắt cao áp. Hoặc anh em nào cứ đẩy xe đi chúng ta sẽ bị cà giật, nhiều lúc nó nhiệt độ nó báo quá cao, tức là gì, nó thấy nó phát hiện được xe là đang gì, đang nhiệt độ quá lớn ảnh hưởng, bây giờ chúng ta cố tình đi thì nó sẽ bị gì, hỏng động cơ. Nên tại sao ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến như vậy. Nên chúng ta làm việc chúng ta phải làm theo phương pháp, nó là logic học, được chưa? Người thiết kế người ta tính toán rồi, cái SM của ta chúng ta thông minh hay không ấy, do người thiết kế người ta lập trình rồi, được chưa? Nó giống như con người thôi, nó tính toán được gì, động cơ quá, nhiệt độ quá cao thì bắt buộc chúng ta phải dừng xe lại, không được phép đi nữa, đi có thể xảy ra hiện tượng là hỏng động cơ, bản chất như vậy thôi, được chưa? ECM này, ECM thì hiểu điện áp, tất cả nó gì, gửi tất cả các thông số mọi người thấy ở trên máy chẩn đoán, trên cái việc điện, cái việc cảm biến chúng ta báo ra nó là gì, thay đổi là để mục đích là gửi cái điện áp về ECM. ECM nó chỉ hiểu điện áp thôi, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích vào đấy, được chưa? Tiếp theo đây, cấu tạo của nó này, bên trong nó là gì, bản chất của nó là gì, một con nhiệt điện trở ở bên trong, thì mọi người sẽ thấy được nó là cái hình ảnh của nó là gì, là một cái bằng đồng ấy, được chưa? Bằng đồng thì mọi người để ý là gì, cái cảm biến nhiệt độ ECT này nó rất dễ hỏng nhá. Vì tại vì sao ấy, vì nó luôn luôn tiếp xúc với môi trường, thứ nhất là môi trường khắc nghiệt nhiệt độ, và thứ hai nữa là nó lại nằm trong dung dịch, nên là tỷ lệ hỏng và sai số cực kỳ nhiều, được chưa? Đó là rất đơn giản thôi. Bản chất này hôm trước này mọi người thấy là gì, bản chất là nhiệt độ chúng ta thay đổi làm gì ạ, điện trở bên trong cái con cảm biến nhiệt này nó thay đổi, nó gửi về ECM bằng cái điện áp nó thay đổi. Thì tí em sẽ phân tích được cho mọi người vào cái phần đấy, thì chúng ta sẽ nhìn được này. Vâng, đồng ý đi thầy hữu nghị chia sẻ đi ạ. Vâng, mọi người thấy là gì, cảm biến nhiệt độ ECT có hôm trước chúng ta cũng đều học là gì, chúng ta sẽ thấy được lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Chào thầy hữu nghị nhá. Chúng ta sẽ thấy được lỗi trong giải và lỗi ngoài giải như thế nào. Lỗi trong giải tức là gì, cái lỗi nó bị xảy ra là bị sai giá trị, gửi về ECM để ECM tính toán sai giá trị. Thì tí nữa sẽ giải thích tại sao sai giá trị, mà nó cái nhiều anh em mà chúng ta sửa chữa bằng phương pháp, đó là phương pháp đếm nháy xem đèn ấy, đèn nháy ấy, thì bản chất đó là cái lỗi ngoài giải thôi, còn việc chúng ta sửa chữa là phương pháp là lỗi trong giải để chúng ta phân tích bằng máy chẩn đoán. Nếu gì ạ, nếu mà chúng ta thấy được là gì, ECM cái lỗi trong giải ấy, đang nói gì quên mất rồi. Rồi cái việc lỗi trong giải ấy, là việc chúng ta phân tích trên máy chẩn đoán nó dễ dàng hơn thay vì chúng ta là gì, chúng ta làm việc bằng phương pháp đo kiểm, được chưa? Phương pháp đo kiểm chúng ta rất là nhớ rất là nhiều, chúng ta không còn nhớ và chúng ta phải nhìn thông số. Thì tại sao em nói ấy, cho mọi người thấy ấy, cái phần nhiệt độ này, mọi người để ý này, cái lỗi trong giải hay lỗi ngoài giải nó sẽ có một cái thông số giá trị điện trở, giá trị điện áp, bao giờ cảm biến nó cũng vậy. Còn lỗi trong giải tức là nó sẽ có giá trị điện áp từ 0,43V cho đến 4,54V. Nếu lỗi ở trong phần điện áp này, nó sẽ gửi về ECM một trong những cái số này, điện áp này nằm từ trong số này đến đây, đến 4,54V, thì nó sẽ không bao giờ báo lỗi cho mọi người, nó chỉ làm sai giá trị. Để làm sai giá trị thì xe của chúng ta chạy nó không ngọt ngào, nó sinh ra hiện tượng tốn xăng là chuyện bình thường, được chưa? Sinh ra hiện tượng tốn xăng ấy, tốn xăng rất là bình thường. Nên nhiều anh em mới thấy là gì, cái cảm biến TP, rất nhiều anh em nói là về xe của anh tốn xăng, như câu chuyện em kể trước là gì, xe của anh tốn xăng thì bây giờ sửa cái gì, đúng không ạ? Xe của anh ăn xăng, hao xăng thì sửa cái gì? Thì rất nhiều anh em rồi, rất nhiều anh em thì ví dụ như câu chuyện trước em kể là gì, nhiều anh em thợ thì nói chuyện với nhau là con này nó ăn xăng thì thay kim phun đi nó hết, đúng chưa? Thì đúng là với cái xe, tình trạng của cái xe của anh thợ đấy, anh thợ số 1 đấy, anh sửa là thay kim phun nó hết. Vì anh nói chuyện với cả một anh thợ số 2 thì anh thợ số 2 hôm đấy lại có một khách đến là hao xăng, thì anh cũng không có máy chẩn đoán, anh cũng chỉ biết là thay con kim phun vào. Nhưng khi người khách người ta đi khoảng 2-3 hôm, người ta vẫn thấy là nó không có sự thay đổi chuyển biến, nó vẫn bị hao xăng như bình thường. Thì đúng không ạ? Thì lúc đó mọi người sẽ thấy là gì, chúng ta không thể thay mò như vậy được, chúng ta phải hiểu bản chất là gì. Những bản chất nó cùng một hiện tượng là gì, hiện tượng hao xăng, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là nó lỗi ở phần, là lỗi phần cảm biến. Lỗi ở cảm biến đây là nó bị sai giá trị. Có nghĩa là như nào? Nếu mà chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán thì chúng ta nhìn thấy nó rất là dễ. Ví dụ như xe của người ta đi là gì? Ở nhiệt độ môi trường khoảng 30 độ C và anh ấy đi khoảng chục km rồi đến với mình, mà mình đo cái máy chẩn đoán, khi kém kết nối với máy chẩn đoán, mình nhìn trên thông số của máy chẩn đoán nó báo nhiệt độ động cơ, nhiệt độ ECT này gửi về ECM nó có khoảng 40 độ, mà trong thực tế máy của nó rất là nóng, máy nó khoảng 80-90 độ, thì chúng ta thấy là điều gì, chúng nó rất là, nó đang bị sai. Thì tại vì sao nó xảy ra cái hiện tượng hao xăng ấy, nó cũng là nguyên nhân, được chưa? Lý do vì sao, vì nó thấy là động cơ đang lạnh, nó phải phun đậm xăng lên, đúng không ạ? Nó không thay đổi được cái thay đổi được thời gian phun. Đó là một cách chúng ta kiểm tra. Chào anh Vương Đáng.
Rồi, thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta hiểu được cái cảm biến cảm biến ECT như nào, nó tác động ra làm sao. Thì tiếp tục này, mọi người đấy này, cảm biến ECT này nó sẽ là tác động đến gì? Nó gửi tín hiệu điện áp về cho ECM để ECM phát hiện được là gì, xe của chúng ta đang ở nhiệt độ bao nhiêu, để cho bắt đầu chúng ta tính toán được góc đánh lửa sớm hay góc đánh lửa muộn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tính toán được thời gian phun xăng có cần tối ưu hay không. Ví dụ như nhiệt độ buổi sáng khi chúng ta chào anh Đăng, à Vương. Thì khi buổi buổi sáng của chúng ta khởi động lạnh, đấy là rất là đơn giản đúng không ạ? Thế rất là xe chạy rất là khởi động rất là dễ. Nhưng khi nóng lên thì bắt đầu lại giảm xăng đi, thì đó là một cái thông minh so với cái xe cơ của chúng ta đúng không ạ? Nó thay đổi liên tục để thay đổi làm sao là tối ưu. Rồi, để làm sao nó tối ưu thời gian phun xăng, để nó tối ưu tiết kiệm nhiên liệu, là bản chất là như vậy. Được chưa? Thì tí nữa xem phương pháp, mọi người cứ để ý là tất cả cảm biến gửi về, tất cả cảm biến chỉ mục đích là gì? Thay đổi góc đánh lửa và thời gian phun xăng thôi. Thế thôi chứ không có gì khác phức tạp cả. Và cảm biến ECT nó cũng liên quan đến mất cao áp, được chưa? Mất cao áp. Đấy. Bản chất là như vậy thôi. Mọi người hiểu cái sơ đồ khối của em chia sẻ cho mọi người chưa? Cảm biến nó tác động đến ECM, ECM thì bản chất là chỉ hiểu điện áp. Mọi người câu hỏi thì cái phần này không ạ? Thì chúng ta tiếp tục vào phân tích và phần sâu hơn. Phân tích phần nữa sâu hơn, rất là sâu, rất là hay về cảm biến ECT này mà không phải nhớ, được chưa? Không phải nhớ một chút nào nhé, phương pháp của em là không phải nhớ, được chưa? Vâng, chia sẻ với mọi người thôi, mọi người chia sẻ đi nhá. Rồi, mọi người để ý là gì, cảm biến ECT này phương pháp của em không phải nhớ một cái gì cả, mà không cần phải nhớ chân chân rắc hay là màu dây đâu nhá. Tất cả đều không phải nhớ màu dây. Mọi người câu hỏi gì cái phần cảm biến anh không ạ? Mọi người nhớ là em không liên quan đến độ chế hay ban bệnh đâu nhá, em chỉ chia sẻ cho cái ảnh hưởng của cảm biến ECT này đến thôi, đến cái tác động đến xe của chúng ta thôi, được chưa? Đừng đừng hỏi em ban bệnh, em không trả lời đâu, được chưa? Rất nhiều nguyên nhân, giống như vừa rồi em nói là cùng hao xăng nó cũng liên quan rất là nhiều, rồi cảm biến TP cũng liên quan đến hao xăng, nên chúng ta phải thực tế trên xe. Được chưa? Có mọi người câu hỏi phần này không ạ? Mọi người câu hỏi phần này không ạ? Các thầy xem ở trên các thầy có vấn đề gì cần góp ý không ạ? Góp ý để chúng cùng đi sâu hơn về cái phần cảm biến ECD ạ. Vì bản chất em ngồi một mình ở đây nhiều lúc cũng không 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 thể nào mà đa dạng được cái nội dung, được chưa? Chỉ chia sẻ những cái cốt lõi thôi, đơn giản nhất để đến với mọi người thôi, được chưa? Rồi tiếp tục này, mọi người ảnh hưởng cái sức ảnh hưởng của cảm biến ECT này đến ECM này, được chưa? Mọi người nhìn này, ở cái bảng đây em so sánh điện điện nhiệt nhiệt độ này. Nhiệt độ tăng này, điện trở giảm, thì đừng 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 nhớ nhiều về 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 vấn đề là điện trở ở đây nhé, điện trở ở đây R này, chúng ta đừng quan tâm về điện trở nhé, được chưa? Đừng quan tâm điện trở, chúng ta chỉ quan tâm đến nhiệt độ và gì điện áp thôi, hai cái phần đấy thôi. Nhớ thì đã đau đầu rồi, chúng ta chỉ cần quan tâm là nhiệt độ tăng lên thì điện áp giảm xuống, thì ở cái cảm biến nhiệt độ này nó lại là gì, điện trở lại thuận với cùng chiều với cả điện điện áp đấy. Bình thường là điện trở tăng lên thì điện áp phải giảm đi, nhưng ở đây nó lại là cùng nhau, thì tại vì sao ấy? Thì nữa chúng ta sẽ thấy được là như thế nào, được chưa? Chúng ta sẽ em phân tích được ở trên cái tại sao lại như vậy. Nhiệt độ giảm, điện trở tăng lên và điện áp tăng lên. Vâng, mọi người câu hỏi thì ông nhìn cái bức tranh này mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề này không ạ? Hiệu chỉnh điện áp này tức là bản chất gì, cái tác động mọi người đấy này, cảm biến TP của chúng ta hôm qua ấy, thì là tác động ngoại lực bằng bằng cách là gì, cái vị trí bơm ga cơ khí của chúng ta tác động vào con biến trở, tức là cảm biến vị trí bơm ga, cảm biến TP của chúng ta ấy, là gì, tác động bằng tay ga của chúng ta là thay đổi của cơ khí để làm gì, thay đổi giá trị điện trở của nó, để mục đích là thay đổi giá trị điện áp gửi về ECM. Thì ở đây cảm biến TP cảm biến ECT này thì nó lại không phải là tác động ngoại lực nữa, nó mà tác động bằng nhiệt độ, tức là nó đo cái nhiệt độ của môi trường, đo cái nhiệt độ thực tế của xe. Nên là tại sao em nói mọi người đừng có phải nhớ cái thông số, đừng đo làm gì cả, đo chả giải quyết được gì cả, vì nhiệt độ nó thay đổi liên tục. Chúng ta phải làm việc bằng cách là chúng ta phương pháp chẩn đoán, nhìn trên máy chẩn đoán rất nhiều thông số để chúng ta cùng phân tích nó ra dễ dàng hơn là chúng ta phải đi đo. Đo thứ nhất chúng ta phải nhớ màu dây, thứ hai nữa là chúng ta lại phải nhớ được cái thông số của nó. Ở đây thì em không cần quan tâm, mọi người đừng nhớ, đừng đo. Đo làm gì? Đau đầu đấy ạ. Chúng ta nhìn phương pháp bằng phân tích trên máy chẩn đoán. Nhìn trên máy chẩn đoán nó rất là rõ ràng, thì tí nữa chúng ta sẽ nhìn trên ảnh, chúng ta sẽ phân tích cho mọi người. Được chưa? Cảm biến ECT cực kỳ quan trọng, nhiều anh em độ vào đấy, cứ độ con điện trở vào đấy thì sẽ thấy được xăng nó, xe nó bị hụt giật ấy, mà anh độ vào đấy thì thực ra nó cũng rất là bốc, nhưng mà sau đó xe nó sẽ bị tốn xăng, được chưa? Mọi người độ thì đừng nên độ quá, cái điện trở quá lớn để sai số quá nhiều, được chưa? Độ nhỏ thôi, có thể anh em nào độ thì độ nó cái thông số giá trị điện trở thấp thôi, để nó ảnh hưởng quá nhiều. Rồi, mọi người có hỏi gì phần này không ạ? Có nhanh quá không ạ? Thì trong từ suốt từ những cái buổi hôm trước đến nay rồi em chưa chia sẻ cho mọi người cách nào mà chúng ta nhớ cái thông số gì cả,
đúng không ạ? Hôm qua không phải nhớ điện áp cái TP nó là giá trị điện trở là bao nhiêu. Đến hôm nay em lại cũng hướng dẫn mọi người cách là gì? Chúng ta nhìn trên cái cảm biến ECT này cũng chả có thông số gì cả. Em dạy chả có thông số gì. Hay ông này dạy linh tinh đúng không ạ? À đúng rồi anh. Thì đương nhiên nhiệt độ tăng thì tất nhiên là ECN nó sẽ tối ưu xăng đi, nó sẽ giảm xăng đi. Hiểu chưa? Đó là sự ảnh hưởng. Do ECN nó tối ưu, được chưa? Mọi người có câu hỏi gì phần này không? Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một phần phân tích nó sâu hơn về cảm biến này. Thì tí nữa chúng ta sẽ thấy được tại sao em nói là không phải nhớ cái thông số gì cả. Đừng đo làm gì cho mất thời gian, được chưa? Đừng đo để mất thời gian ra. Mọi người cố gắng chia sẻ đi, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến đấy. Cùng biết đến những cái buổi như này ạ. Buổi chia sẻ. Mục đích là chia sẻ đến cộng đồng thôi. Em muốn là mọi người đều phổ cập được hết các cái phần hệ thống phun xăng điện tử đi, để chúng ta chuyển sang những cái phần mới hơn là phun ra về hệ thống smart key, hệ thống phanh ABS, rồi hệ thống đèn led, rất nhiều công nghệ mới. Chúng ta vẫn còn lanh quanh lẩn quẩn ở cái phần phun xăng điện tử, đúng không ạ? Nó rất là lâu rồi. Cái đồng hồ nhiệt độ của anh nó vẫn là do con ECM này, con cảm biến này thôi. Đó. Cái anh thấy nó chỉ có trên xe nó có sẽ có là gì, có đời SH nhập này, đời lít, những đời cũ thì nó có kim nhiệt độ, thì nó lấy bản chất nó cũng lấy ở đây thôi, lấy ở đây lên, tức là có 3 giây đấy. Thì trong cái sơ đồ tí em nhìn, mọi người nhìn sơ đồ, phân tích sơ đồ được chưa? Hợp lý nhờ. Vâng. Không, em không phân tích về cái phương pháp mà ban bệnh ở đây nhá. Anh đừng hỏi em ban bệnh, em không chia sẻ ban bệnh đâu, được chưa? Mọi người đừng hỏi em. Đừng hỏi em ban bệnh, em không chia sẻ ban bệnh đâu, vì nó rất nhiều nguyên nhân, hụt giật nó là một cái nan giải lắm, không thể nào ngồi trên đây mà nói được, nói tự nhiên thành sai người ta cười cho, được chưa? Em không phân tích ban bệnh, em chỉ phân tích về nguyên lý của nó thôi, được chưa? Rồi, tiếp theo này mọi người nhìn trên này này. Đây, được chưa? Cảm biến ECT bản chất mọi người nhìn thấy là cái hình ảnh mà em chia sẻ đây này. Đừng chia sẻ ban bệnh nhá, đừng hỏi câu em ban bệnh làm gì nhá, em không chia sẻ đâu, em không trả lời đâu, được chưa? Mọi người thì hỏi em về cái nguyên lý của nó thì em sẽ trả lời. Đừng hỏi em về ban bệnh, em không trả lời ban bệnh, được chưa? Mọi người nhớ nhá, đừng hỏi em ban bệnh vì em không biết về ban bệnh đâu. Cứ làm việc đi. Không sao đâu. Không biết thì mới học chứ mọi người, không có gì cả. Quan trọng là chúng ta tiếp thu vào những cái phương pháp mới em chia sẻ, mọi người thấy nó hay thì mọi người áp dụng vào công việc của mọi người, mọi thấy là nó hiệu quả thì tốt thôi, không sao cả. Còn anh em nào mà thấy nó không đúng với cái cách mình làm việc, nó khó hơn cách mình làm việc, thì mọi người sẽ làm cái phương pháp cũ của mọi người. Thì phương pháp cũ, phương pháp làm ấy, thì nó dễ hơn so với phương pháp tư duy, được chưa? Phương pháp làm thì mọi người có thể nhìn nhau làm được, nhưng mà tư duy thì nó rất là khó. Mọi người phải có một cái gốc để chúng ta phân tích. Rồi, tiếp theo này. Mọi người đấy này, em phân tích này, tại vì sao ấy cái cảm biến ECT này em nói là gì? Nó là gì? Nó phân tích được trên máy chẩn đoán, hoặc em nói là không cần đo đâu nhá. Em nói là không cần đo. Cái gì? Rồi, mọi người để ý này, em phân tích trên máy chẩn đoán mà em không cần thiết mà em phải đo một cái thông số này, một cái giá trị điện trở nào làm cái gì cả. Em không đo nhưng em không hướng dẫn mọi người đo ở đây làm cái gì cả. Đo không giải quyết được cái gì mà mọi người nhìn trên này. Khi nhưng lên mọi người phải có máy chẩn đoán nhưng em không hướng dẫn mọi người đo, vì cái thông số em không nhớ, là bản thân em không nhớ là cái gì cả. Em chỉ quan tâm nó là giá trị điện áp là bao nhiêu thôi. Được chưa? Anh em nào mà cáu quá thì đi ra ngoài thôi, không sao cả. Đừng thả cái mặt đấy nhìn mình, làm cảm giác mình không muốn chia sẻ gì cả. Đây, điện áp anh em hỏi này. Điện áp anh em hỏi này, nhiều anh em hỏi này, chúng ta sẽ có hai cái giá trị điện áp. Nó là gì? Là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, tức là gì? Nó sẽ có cái giá trị điện áp của nó, mỗi một cảm biến đều có một cái giá trị điện áp, tức là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Như hôm trước em nói rồi, là gì? Chúng ta sẽ có một cái thông số giá trị điện áp cố định bắt buộc phải có, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là điện áp từ 0,43V. Cứ mọi người cứ nhớ là gì, chúng ta sẽ thấy được là cái giá trị điện áp nó thường phải 0, mấy cho đến 4, mấy thôi, được chưa? Chứ đừng nhớ chính xác nó là bao nhiêu cả, chúng ta chỉ quan tâm thôi. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người tại sao nhìn trên máy chẩn đoán mọi người biết ngay nó đứt dây hay không đứt dây, được chưa? Vì cảm biến nhiệt độ này bản chất của nó là gì, nó đo cái nhiệt độ của động cơ. Tức là gì, tại sao nó hướng dẫn mọi người không phải đo, vì nó cái động cơ nó thay đổi nhiệt độ liên tục. Về mỗi một xe nó một khác, mỗi xe một trạng thái, mỗi một tình trạng khi chúng ta đi xa đi gần nó một trạng thái. Nên chúng ta đừng cái việc của chúng ta đo, mà chúng ta hãy nhìn cái kết quả thực tế nó trả về trên ECM và trên máy chẩn đoán của chúng ta. Ví dụ như cái xe người ta đi khoảng 10 km
mình tự cảm nhận được cái nhiệt độ động cơ của nó là bao nhiêu bằng thực tế của chúng ta, và thứ hai nữa chúng ta sẽ thấy được là cái nhiệt độ nó báo trên ECM có đúng với thực tế không. Thế thôi, chúng ta đừng quan tâm về cái việc là nó điện áp nó bao nhiêu, hay là đừng quan tâm về như vậy. Chúng ta hãy làm cái việc chúng ta phân tích nó đi. Em không chia sẻ cho mọi người, cái thực ra là online em không thể làm mà sâu sát được, vì cái này nó liên quan đến thực tế, lúc chúng ta thực hành nhiều hơn. Thực hành em nhìn trên máy chẩn đoán em phân tích nó dễ hơn, được chưa? Thì đây là một người đấy này. Tại sao em không hướng dẫn mọi người đo ấy, đo kiểm để làm gì cả? Chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán. Vì cái nhiệt độ động cơ này, hôm nay mọi người sẽ thấy là chúng ta lại không phải nhớ một con cảm biến nữa, được chưa? Cảm biến này nó không còn phải nhớ nó là cái gì cả. Bản chất nó là báo trạng thái nhiệt độ chuẩn của xe, rồi ạ. Mỗi một xe, mỗi một tình trạng nó khác nhau, nhiệt độ nó khác nhau, báo về ECM nó khác nhau. Nên chúng ta phân tích là phân tích thực tế trên từng con xe một, được chưa? Xe người ta đi, ví dụ như xe người ta đang đi là khoảng rất là xa rồi, nóng lên rồi, nhiệt độ nó nóng lên rồi, đúng không ạ? Thì tất nhiên ECM cảm biến nó gửi về cho chúng ta, hoặc là chúng ta cảm nhận được cái xe đấy nó đang khoảng 80 độ thì cảm biến gửi về cho nó xấp xỉ khoảng 80 độ hoặc 90 độ, chúng ta thấy là ok, thế bình thường. Nhưng mà khi cái xe của chúng ta thì chạy trên đường khoảng hơn chục 20 khoảng 20 đến khoảng 10 đến 20 km rồi, đến với chúng ta động cơ bây giờ thì động cơ rất là nóng khoảng 80-90 độ rồi, nhưng mà thì chúng ta lại thấy đo trên máy chẩn đoán nó chỉ báo khoảng 40 độ, sai là chuyện bình thường, đúng không ạ? Nó có báo lỗi đâu để mà chúng ta kiểm tra. Nhiều anh em mà chúng ta thấy là gì, có báo lỗi đâu, sửa đang cái gì, chúng ta nhìn trên đèn đếm đèn để chúng ta sửa, làm gì có đâu mà sửa. Đó là chính là chúng ta phương pháp phân tích lỗi trên máy chẩn đoán để chúng ta làm việc, đúng không ạ? Nhiệt độ động cơ của nó thực tế là bao nhiêu và nó báo về ECM có đúng với thực tế không, thế thôi. Mình chỉ là người so sánh thôi, có gì đâu, hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Có anh em nào là vẫn hay có cái mặt cáu nhỉ? Anh nào không thích có thể đi ra ngoài, đừng cáu ở đây, thả nó làm cảm giác mình tụt hứng đi. Rồi, mọi người thấy được chưa? Cái thứ nhất em vừa phân tích cho mọi người là gì? Chúng ta không cần phải nhớ cái giá trị điện áp, và thứ hai không cần nhớ thông số giá trị của nó là gì. Nhiều anh em thích đo điện trở ấy, đo cứ đo thoải mái. Em thì em không hướng dẫn mọi người đo giá trị điện trở, không có ý nghĩa quyết định trong phần này, được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy được là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải là gì. Cái giá trị điện áp nó gửi về, anh ơi, anh em vừa giải thích cho anh rồi là cái gì, nó báo nhiệt độ thực tế trên xe, đừng nói hỏi em là nó là bao nhiêu. Bây giờ ở chỗ em ví dụ như là ở ngoài Bắc thời rét thì nó khoảng 20 độ do nhiệt độ môi trường. Bây giờ anh ở trong Nam thì anh nó phải có giá trị nhiệt độ nó khác nhau. Đừng hỏi là cái phương pháp là cố định, vì em nói rồi, nó bằng thực tế của điện nhiệt độ của mọi người, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ động cơ, chứ đừng máy móc mà cứ phải nó là bao nhiêu phải là bao nhiêu, được chưa? Đừng hỏi đến vậy, em thấy nó buồn cười quá, được chưa? Mọi người để ý này, cái cảm biến nhiệt độ này nó sẽ đo nhiệt độ thực tế trên xe, mà cảm khi người chúng ta cảm nhận được nó là gì, vâng. Có nhớ gì đâu, nhưng mà đến xe làm vẫn là bình thường, đúng không? Không, buổi sáng ấy mọi người đấy nè, buổi sáng khi xe chưa nổ máy thì chúng ta sẽ bằng nhiệt độ môi trường, hoặc là chúng ta phân tích trên máy chẩn đoán, chúng ta biết được cái xe này nổ máy chưa, hoặc là chưa nổ máy chúng ta nhìn được ngay, vì cái nhiệt độ của cảm biến ECT nó báo tương đồng với cái cảm biến nhiệt độ IAT, tức là bằng tương đồng với nhiệt độ môi trường, được chưa? Bằng tương đồng với nhiệt độ môi trường nên em sẽ biết được cái xe này nổ máy hay chưa nổ máy, hoặc nổ máy lâu hay chưa. Đừng hỏi em ăn bệnh, vì em đang làm việc, đang chia sẻ với mọi người cái nguyên lý thôi. Đừng hỏi em ăn bệnh, em đã nói rồi, em không trả lời về ăn bệnh, được chưa? Đừng hỏi em ăn bệnh. Cái việc mọi người thấy là phân tích cho em là cái cảm biến này thôi, để hiểu cảm biến. Thứ nhất, tại sao em nhìn trên máy chẩn đoán em biết ngay là dây này bị đứt? Tại vì sao ạ? Đúng không ạ? Thì mọi người thấy là gì, khi cái máy trên máy chẩn đoán chúng ta báo cái nhiệt độ là gì, âm 40 độ C hoặc âm độ C hoặc nhiệt độ cực kỳ thấp, thì mọi người sẽ thấy được là gì, nó sẽ có cái gì, cái điện áp và cái dây nó bị đứt. Em phân tích trên máy chẩn đoán, nếu mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta thấy được là gì, chúng ta thấy được là gì, khi cái nhiệt độ ở trên máy chẩn đoán nó báo chúng ta là gì, điện áp rất là lớn, điện áp gửi về ECM rất là lớn và nhiệt độ báo rất là thấp, được chưa? Rất là thấp, tức là chúng ta chỉ phân tích trên máy chẩn đoán, thay vì chúng ta phải đi đo thì chúng ta sẽ nhìn được là gì, tự nhiên trên máy chẩn đoán nó báo là nhiệt độ động cơ. Mọi người nhìn trên cái đằng sau lưng em có cái chiếc máy chẩn đoán chưa, thì hình ảnh mọi người nhìn thấy này, mỗi một cái giá trị điện trở, mỗi một cảm biến sẽ gửi về cho chúng ta hai thông tin. Thứ nhất là thông tin gửi điện áp, và thông tin thứ hai là thông tin giá
giá trị của nó, tức là gì, cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ báo về nhiệt độ, cảm biến vị trí bơm ga của hôm qua của chúng ta thì nó sẽ báo về vị trí bơm ga, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái nhiệt độ là dễ dàng nhất. Ví dụ như là ở đây này, nhiệt độ môi trường của chúng ta đang là khoảng 30 độ, đúng không ạ? Cái xe này dắt đến với chúng ta, đi đến với chúng ta, mình chúng ta kiểm tra nó là gì, nhiệt độ bình thường nó sẽ không thay đổi. Ví dụ như là xe đi gần hoặc mới khởi động thì nhiệt độ nó sẽ thấp, nó bằng nhiệt độ môi trường thôi, không có việc gì mà chúng ta phải nhớ nó quá nhiều cả. Vâng, thì mọi người để ý này, thì cảm biến nó sẽ báo cho chúng ta hai trạng thái thứ nhất là điện áp và trạng thái thứ hai là nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ này nó mọi người nhìn nó dễ hơn so với chúng ta nhìn điện áp, tức là gì, cái nhiệt độ thực tế của nó là gì, nó báo trên xe xem là có đúng với nhiệt độ thực tế ở trên xe không, thế thôi, chúng ta chỉ việc so sánh thôi, chứ đừng anh em nào hỏi nó là thông số chuẩn hay không số chuẩn, chả có gì chuẩn cả. Mỗi người mọi người thấy là gì, mỗi một xe nó một trạng thái đi nó khác nhau, hoặc là nhiệt độ nó khác nhau, chúng ta chỉ thấy là nó lệch so với cả gì cảm biến, so với nhiệt độ của xe, thì chúng ta thấy đó là sai. Đấy là cái sai mà chúng ta cần phải phân tích và chúng ta phải sửa, được chưa? Đừng cái máy móc nó là phải điện trở bao nhiêu hay điện áp bao nhiêu, đừng có nhớ thông số như vậy. Em chỉ phân tích cho mọi người biết là gì, chúng nó bản chất của nó là gì, nó thấy được cái gì, cái nhiệt độ của nó là đo cái nhiệt độ thực tế của xe thôi, bản chất là như vậy thôi, chứ mọi người đừng đo thông số là nó là một cái thay đổi rất liên tục, vì nó là cảm biến mà, cảm biến nó thay đổi giá trị liên tục, nó mỗi một lúc nó một giá trị khác nhau, được chưa? Mỗi một nhiệt độ nó giá trị khác nhau, nên chúng ta đừng có việc phương pháp của chúng ta đừng đo mà chúng ta hãy nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta phân tích, được chưa? Nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta phân tích là một cái việc nó nhanh nhất, thay vì chúng ta phải nhớ. Vâng, rồi thì tại vì sao em phân tích cho mọi người thấy là gì? Bắt đầu có anh hỏi là điện áp, đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta thấy điện áp là gì? Mọi người nhìn trên hình ảnh của em này. Ở cảm biến ECT bản chất nó là gì? Cảm biến ECT bản chất nó là gì? Nó chúng ta sẽ thấy được là nó bản chất nó là một con biến trở dạng 2 dây, được chưa? Thì tại vì sao em nói là gì? Chúng ta đứt dây, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán biết ngay, được chưa? Tại vì sao ấy? Thì ở đây này, ở trong ECM nhá, đây là cái khối em vẽ mô phỏng cho ECM, được chưa? Thì ECM sẽ có cái nguồn 5V nó cấp ra. Mọi người hôm trước em thấy là gì? Chúng ta thấy là mỗi cảm biến đều sử dụng nguồn điện áp 5V chưa? Của điện áp 5V chưa? Đúng ạ. Thì bây giờ mọi người thấy là thì điện áp 5V ở đây trong ECM nó sẽ cấp ra, thì mọi người đây là gọi là pull up pull down ấy. Thì đây thì em không quan tâm, không chia sẻ mọi người cái đấy, nó nhiều lúc đó là mọi người bị rối. Thì đây nó sẽ có một nguồn điện 5V nó cấp ra, giống như là chúng ta là gì? Cấp ra một nguồn điện như này, được chưa? Nó sẽ chạy, nó chia đôi ra, được chưa? Mọi người đấy là nó chia đôi ra. Đấy, nó chạy. Đây em bỏ qua cái phần em đánh dấu đứt thì em phân tích về cái đứt. Rồi, được chưa? Nó chạy qua đây. Thì cái điện giá trị điện trở này, mọi người nhớ nhá, giá trị điện trở này nó càng lớn thì sao, cái điện áp này nó chạy qua đây, nó cản trở dòng điện mà càng lớn thì điện áp nó sẽ không qua đây được, nó khó qua đây hơn, thì nó thay vì nó như vậy, nó chạy không chạy được qua đây thì bắt đầu nó chạy trực tiếp vào gì, ECM. Đấy, nó chạy hai chiều, được chưa? Khi chúng ta cái điện trở này nó hoạt động ấy, nếu mà chúng ta đứt, được chưa? Chúng ta đứt, chúng ta sẽ nhìn thấy được gì, khi 5V nó chạy qua đây nó bị đứt, nó không về được mát. Mọi người để ý là không về được mát, tức là gì, giá trị điện trở nó điện áp nó không thay đổi, được chưa? Thì nó sẽ gì, gửi thẳng trực tiếp điện 5V này, nó không chạy qua đây được, nó chạy thẳng vào ECM. Thì chúng ta sẽ nhìn được trên máy chẩn đoán, nó sẽ báo được cho chúng ta biết là gì, cái điện áp nó cực kỳ cao và nhiệt độ nó sẽ báo chúng ta là âm độ, được chưa? Điện áp âm độ là trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn, chúng ta biết ngay được nó là bị đứt dây. Đứt dây thì chúng ta nhìn được. Còn nếu mà cái hiện tượng bị chập dây ấy, chúng ta sẽ nhìn như sau. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được là gì, cái điện áp vừa gửi về ECM ấy, trên này về ECM, cái thông số giá trị điện áp của cảm biến nhiệt độ tức là mát ấy, nó bị thấp quá, thì tức là gì, cái hiện tượng nó bị chập dây ra mát. Mọi người thấy là gì, nhiệt độ nó lên đến khoảng hơn 100 độ chẳng hạn, như vậy là chúng ta thấy là gì, không đúng với nhiệt độ của xe, thì chúng ta sẽ phát hiện được ra là gì, nó bị sai giá trị, thấy chưa? Sai giá trị thì chúng ta sẽ thấy được là gì, cái điện áp này nó sẽ chạy trực tiếp đây, là ví dụ như chúng ta bị chập ấy, chúng ta nhìn trên máy chúng ta chẩn đoán chúng ta biết ngay nó bị chập, được chưa? Bị chập thì nó sẽ ra cái điện áp này 5V này chạy trực tiếp ra mát, thì bây giờ nó điện nó giống như nước ấy, đường nào dễ đi thì nó đi, điện nào dễ đi thì nó đi, đường nào dễ đi thì nó đi, thì bắt đầu 5V nó chạy thẳng trực tiếp ra mát, thì tất nhiên là gì, đường này nó chạy thẳng ra mát rồi, và tiếp theo cái đường này nó gì, không có điện áp nữa, nó gửi về ECM, thì mọi người sẽ thấy là điện áp cực kỳ thấp và nhiệt độ mọi người sẽ thấy cực kỳ cao, được chưa? Nó khoảng trên 100 độ trở đi. Nhiều anh em phân tích là chúng ta sẽ phân tích như vậy, được chưa? Chúng ta sẽ biết được, nhìn trên máy chúng ta biết được nó là gì, đứt dây hay là bị chập dây. Còn cái việc mà sai cảm biến ấy, thì chúng ta sẽ có cái phương pháp như sau. Mọi người hiểu phần này em phân tích chưa ạ? Được chưa? Mọi người hiểu em phân tích cái phần này chưa ạ? Nó có nghĩa là gì? Cái chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta biết được là gì? Nó bị chập hay nó bị đứt dây. Được chưa? Vâng. Nó bị chập hay gần đứt dây là mọi người biết được trên máy chẩn đoán. Thay vì chúng ta cứ phải đo. Mọi người là nếu mà lỗi ngoài giải ấy, thì nó sẽ biểu hiện bằng là như vậy. Ví dụ như điện áp cao quá, vượt ngưỡng, mọi người nhìn này, ở đây này, điện áp cao quá vượt ngưỡng 4,54V thì nó sẽ báo lỗi, được chưa? Báo lỗi.
Tiếp theo nếu mà nó điện áp nó thấp hơn là 4,3V là con số nó sẽ báo lỗi tiếp. Còn cái điện áp mà nó sẽ nằm từ trong giải 0,43V này đến bao nhiêu ạ? 4,754V này thì nó sẽ không báo lỗi cho mọi người. Nên là đừng có nhìn cái đèn nữa. Đèn nó chỉ là cái việc nó sửa quá đơn giản thôi. Đèn thì mọi người sẽ thấy được là gì? Nó toàn là đứt dây là chính thôi. Hỏng cảm biến thì nó sẽ là một cái phần khác, được chưa? Thì tiếp theo em phân tích cho mọi người này. Cái nhiều anh em hỏi là thế bây giờ phân tích nó bị sai thế nào ấy thì được chưa? Nhìn trên máy chẩn đoán ví dụ cảm biến nhiệt độ của chúng ta này là gì? Nó báo thực tế cái điện cái nhiệt độ của xe của chúng ta, nên đừng anh em nào hỏi được nó là thông số chuẩn, nó không có gì chuẩn cả. Nó sẽ là gì? Nó luôn luôn báo theo cái nhiệt độ động cơ của chúng ta. Ví dụ nhiệt độ động cơ chúng ta sờ vào xe chúng ta thấy cảm giác được khoảng 80 độ thì cảm biến nhiệt độ nó gửi về e xem có đúng 80 độ không, hay là nó báo 100 độ hay là báo có 20 độ thì lúc đó chúng ta phân tích. Nếu nó nhiệt độ nó báo về e xem nó thấp quá thì bao giờ nó bị sẽ gây ra hiện tượng tốn xăng. Nếu nó nhiệt độ nó báo về e xem nó cao quá, cao tức là cao hơn thực tế thì nó sẽ bị gây ra hiện tượng nghèo xăng, đúng không ạ? Nó phun ít xăng đi, nó giảm xăng đi. Được ạ? Vâng. Nó rất đơn giản như vậy thôi, đừng nghĩ tại sao em nói là đừng phải nhớ thì tí nữa chúng ta phân tích ngay trên sơ đồ mạch điện được chưa? Buổi hôm nay lại phân tích sơ đồ mạch điện. Đấy. Bức tranh hôm qua chúng ta đã nhìn được cảm biến TP rồi thì hôm nay chúng ta nhìn được cảm biến ECT, được chưa? ECT. Cái gì? Phương đại hay hơn. Mọi người đừng so sánh nhá. Đừng so sánh ai với ai ở đây, không nó không hay đâu mọi người. Đừng so sánh ai nhá. Em không so sánh với ai, em không hơn thua với ai, đừng so sánh. Được chưa? Sau lúc đó là xảy ra cái hiện tượng thì nó rất khó. Đừng so sánh em với ai. Được chưa? Em là em thôi, đừng so sánh, em không hơn ai cả. Được chưa? Em chia sẻ cho cái của em biết thôi. Để cho mọi người nó phương pháp làm việc thôi, đừng so sánh nhá. Đừng so sánh. Nó xảy ra cái hiện tượng nó không hay. Được chưa? Ai cái gì tốt, cái gì hay thì mình theo thôi, đừng so sánh ai với ai. Mọi người nhớ nhá, đừng so sánh. Đừng so sánh. Rồi, mọi người hiểu cái phương pháp em phân tích chưa? Cái việc của chúng ta làm, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta biết được là gì, cái giá trị của nó gửi về ECM là đúng nhiệt độ với xe không, chỉ như vậy thôi. Chứ nó không có một cái gì mà ghê gớm hay là chúng ta phải làm việc một cái gì nó phức tạp. Đừng phức tạp hóa lên, em chưa bao giờ là thấy mọi người được là gì? Phương pháp đo, em không bao giờ dạy mọi người đo. Vì cái tại vì sao ấy, chúng ta nhìn trên thông số này. Mọi người thấy hôm nay em có từ hôm qua giờ em có dạy mọi người đo cái gì không? Đúng không ạ? Rất đơn giản thôi. Đo là cái kỹ năng chúng ta làm thôi, được chưa? Mọi người làm là mọi người phân tích nó logic một chút. Hao xăng hay là thiếu xăng thì mọi người phải phân tích liên quan đến cảm biến nhiệt độ, cực kỳ quan trọng. Cảm biến nhiệt độ này rất là hay, được chưa? Rất là hay, cảm biến nhiệt độ rất là hay. Nó liên quan đến nhiệt độ động cơ. Em nói là nhiệt độ động cơ nó là thực tế của xe. Nó chả có ông nào nói là nó là chuẩn hay không chuẩn. Em không nói gì nó thông số chuẩn cả. Nó thay đổi liên tục. Vì nhiệt độ người ta nóng thì nó phải báo nóng lên. Nếu mà nhiệt độ nóng mà nó báo lạnh thì tức là nó sai. Thì đấy là cái phương pháp mà hôm lúc nãy anh nào nói là kiểm tra như thế nào ấy thì nó phải đúng với thực tế của xe. Được chưa? Đúng với thực tế của xe. Đừng nghĩ nó là một cái gì ghê gớm, nó phải đúng. Nhiệt độ nó chỉ báo nhiệt độ về ECM. Mục đích của nó là gì? Thay đổi điện áp gửi về ECM thôi. ECM chỉ hiểu điện áp, bản chất là như vậy, được chưa? Bản chất là như vậy. Đừng có gì cả. Không anh đừng hỏi những cái câu nó ngoài lề, đừng hỏi những câu ngoài lề, chúng ta hỏi về bài học đi. Em chia sẻ là bài học, đừng hỏi em ngoài lề. Em không chia sẻ ngoài lề, được chưa? Không ban bệnh, không ngoài lề, không so sánh với ai cả, được chưa? Mọi người cố gắng là như vậy. Chúng ta thấy ai hay thì chúng ta học thôi. Em hôm nay thấy nó hay thì mọi người học em, tham khảo cái cách làm của em, còn không thì mọi người thấy vẫn cái phương pháp cũ của chúng ta ấy, thì chúng ta đo kiểm hay chúng ta nhớ, thì nếu mà chúng ta cảm thấy nó dễ hơn thì chúng ta cứ làm việc. Còn phương pháp của em là phương pháp không đo kiểm, ít khi đo kiểm, và thứ hai là phương pháp phân tích, được chưa? Mọi người nên nhớ là như vậy. Em thì em không so sánh với ai, được chưa? Đừng so sánh, sau đó trở lại không hay đâu, được chưa? Sau lúc đó mất quan điểm của nhau, đều là người chia sẻ thôi, được chưa? Rồi, mọi người có phần câu hỏi gì phần này không ạ? Mọi người có hỏi gì phần này không ạ? Mọi người có hỏi gì phần này không ạ? ECT này, cảm biến ECT này, thì em nói là nhiều cái phương pháp, cái việc mà là gì nó xảy ra hiện tượng, cái hiện tượng mà hao xăng ấy hay là gì nghèo xăng ấy. Cái cảm biến E, cảm biến oxy là cảm biến cuối nguồn thì chúng ta chưa học, đừng so sánh, chúng ta chỉ học quan tâm đến cái phần này đã. Cái phần này mọi người cứ để ý là nó liên quan đến nghèo xăng và giàu xăng, được chưa? Đừng có hỏi như vậy, nó lại là ban bệnh rồi, đừng hỏi như vậy, mà chúng ta phải hiểu phân tích được nó gì. Nó liên quan đến báo xăng, liên quan đến nhiệt, nó liên quan đến gì? Thời gian phun xăng. Đấy, mọi người hiểu như vậy. Liên quan đến thời gian phun xăng, mọi người hiểu như vậy thôi. Mọi người phải tự phân tích chứ đừng hỏi em, đừng cái lúc nào cũng hỏi. Thấy chưa?
ECT 3 giây đúng không? Anh phân tích anh hỏi phân 3 giây thì bắt đầu chúng ta phân tích và sơ đồ nhá. À, vấn đề chập dây và anh Phi. Anh Phi đúng không? Chập dây đúng không? Chúng ta sẽ nhìn như này. Đúng rồi, chúng ta phải phân tích ra. Rồi, anh Phi đang hỏi là nếu mà chập dây đúng không? Chúng ta sẽ nhìn này. Nếu chập dây ra mát, chúng ta sẽ nhìn được cái điện áp của nó sẽ là thấp, rất là nhỏ và nhiệt độ báo cực về ECM cực kỳ cao. Tại vì sao ấy, mọi người nhìn cho em ở trên cái sơ đồ mà cái đứt dây ấy, cái đứt dây thì điện áp nó gửi về ECM cực kỳ cao này, tức là 5V nó chạy từ trong là ECM nó cấp ra, nó không đi về được mát, được chưa? Nó không đi về được mát thì tự nhiên 5V nó sẽ chạy thẳng trực tiếp vào con mưu con chip chủ. Anh Phi em giải thích cho anh Phi này. Đấy thì 5V này, 5V nó chạy thẳng vào chip chủ thì ta thấy là gì? Cái nhiệt độ nó sẽ báo là âm độ C, được chưa? Âm độ C. Nên là chúng ta sẽ thấy được là gì? Cảm biến, cái việc mà chúng ta sẽ báo được cảm biến nó bị sai giá trị ấy, nó âm độ C ở đây chúng ta sẽ biết ngay nó là đứt dây. Còn cái việc mà nó bị chập dây như này, anh phân tích cho anh Phi này. Nó 5V nó chạy trực tiếp ra đây và tiếp theo nó sẽ đáng nghe nó qua điện trở thì nó sẽ giảm giá trị điện áp đi, bắt đầu nó đi chia nhau đi về đây, một nửa đi về mát, một nửa đi về đây thì nó sẽ báo bình thường. Nhưng nó khi nó anh cái hiện tượng bị chập dây ấy, chập dây này. Mọi người để ý là chập dây nó sẽ chạy thẳng trực tiếp này. Khi nó chập dây nó chạy thẳng trực tiếp ra mát, được chưa? Trực tiếp ra mát thì tức là cái 5V này nó chạy đường này nó dễ hơn, nó ra mát nó dễ hơn. Ra mát nó dễ hơn thì bắt đầu là gì? Cái điện áp nó chạy trực tiếp ra đây và nó sẽ không còn điện áp chạy vào chip chủ nữa. Thì chip chủ nó đang thấy là gì? Cái điện áp này thấp quá thì nó đang báo là gì? Cái nhiệt độ này đang rất là cao. Anh cứ thử xem, anh em mai cứ thử xem, dí nó ra mát xem. Nó sẽ báo nhiệt độ về là bao nhiêu, là khoảng trên 100 độ. Và cứ thử xem, được chưa? Trên 100 độ. Còn cái việc mà chúng ta thấy là gì, nó nhiệt độ nó thấp quá ấy, nó là bị đứt dây, nó báo âm ấy, thường là đứt dây. Còn tiếp theo là nếu nó báo nhiệt độ nó cao quá ấy, quá cao ấy, mà cảm biến mà chúng ta không thấy bị chập thì sao ạ? Thì nó sẽ là nó bị chập ra mát, được chưa? Năm vô là nguồn khác, của đây là cảm biến ECT tự động, nó cấp nguồn điện 5V ra, nó thay đổi thôi. À, đèn báo nhiệt của anh ấy đúng không? Cái nhiệt độ này thì bản chất của nó trong nó sẽ báo này, nếu mà chúng ta sẽ bị đứt, một là chập, hai là ấy, thì nó sẽ báo gì, bản chất là gì, nó sẽ báo tự động báo đèn lên thôi. Cái việc đấy đó chúng ta không phân tích sâu vào đấy, được chưa? Cái đấy chúng ta sẽ phân tích vào hệ thống, được chưa? Anh đang hỏi một đống cảm biến kia làm sao mà giải thích được cho anh. Chúng ta sẽ phân tích vào hệ thống, mỗi một cái cảm biến nó sẽ liên quan đến bao nhiêu phần trăm xăng. Thì tí nữa chúng ta sẽ học về phần sau, được chưa? Liên quan phần sau phần hệ thống cung cấp nhiên liệu, được chưa? Hệ thống cung cấp nhiên liệu. Đấy. Hệ thống phun xăng điện tử ấy, chúng ta sẽ học phần đấy. Anh đưa một đống cảm biến thế kia phân tích kiểu gì? Được chưa? Đo cái gì anh? Em không hướng dẫn mọi người đo mà em hướng dẫn mọi người phương pháp. Mọi người phương pháp thì mọi người sẽ thấy được là cái cách làm việc, còn mọi người đo thì mọi người phải đo thôi. Cái thực tế mọi người đo, ví dụ như mọi người thấy được là gì, trên máy chẩn đoán nó sẽ báo nhiệt độ là bao nhiêu ấy, thì mọi người biết được nó đứt dây hay không đứt dây, hoặc là lỗi trong giải ấy, tức là gì, nó bị báo sai giá trị cái nhiệt độ mà lúc nãy em chia sẻ cho mọi người ấy, nó không báo lỗi mà nó lại bị hao xăng hoặc là bị thiếu xăng ấy, thì mọi người phải nhìn cái thực tế của cảm biến này báo về ECM có đúng hay không. Tại vì sao ấy, mọi người thấy là khi cái nhiệt độ của xe động, nhiệt độ động cơ của mình đang khoảng 80 độ thì ECM nó, cái cảm biến này nó phải báo về là gì, ECM nó khoảng báo về trên máy chẩn đoán nó sẽ khoảng báo về là khoảng sấp xỉ khoảng 80 độ hoặc 90 độ, đấy đó là gì, nó tương ứng với nhiệt độ của xe. Còn cái việc mà chúng ta thấy là gì, nhiệt độ của xe đang là khoảng 80-90 độ mà tự nhiên cái nhiệt độ này nó báo về nó khoảng gì 4-50 độ, hoặc là cái giá trị nó khác, hoặc là trên 100 độ chẳng hạn, mình sẽ thấy được là nó đang bị lỗi. Thì đấy là cái lỗi trong giải mà chúng ta cần phải phân tích, được chưa? Cái việc sửa chữa như nào thì mọi người phải tự tìm hiểu, tự phải làm thực tế thôi. Em đang phân tích về sửa chữa nó rất là nhiều vấn đề, được chưa? Rồi, hồi câu hỏi thì phần này không ạ? Cái nhiệt độ của chúng ta này, em thấy này, mọi người nhìn thấy nhá. Nếu nhiệt độ càng cao ấy, cái nhiệt độ càng cao ấy thì điện áp càng thấp. Mọi người cứ để ý như vậy. Nhiệt độ càng cao ấy, điện áp càng thấp, còn nhiệt độ càng thấp thì điện áp càng cao. Đó là hai cái phần như vậy. Nhiệt độ và điện áp nó trái ngược nhau, được chưa? Nó ngược nhau. Ví dụ như điện áp càng cao thì nhiệt độ càng thấp. Tại vì sao ấy? Mọi người thấy là gì? Em phân tích là có cái nguồn 5V này nó cấp ra nguồn điện 5V. Đến điểm này nó đứt, nó không chạy được ra ngoài nữa thì bắt đầu nó chạy thẳng về ECM, nó sẽ báo một cái điện áp rất là cao. Cảm biến hỏng sao? Em vừa phân tích rồi, cảm biến khó nhỉ.
Cảm biến hỏng thì anh, nó sai giá trị hỏng nó thay thôi, kiểm tra làm sao nữa. Chúng ta phân tích nó sai rồi, sai thì nó hỏng thì thay thôi, kiểm tra làm gì nữa? Tại sao phải đo? Đúng không ạ? Mọi người thấy là báo giá trị nhiệt độ của động cơ đang khoảng 80 độ C mà nó báo có 40 độ C ấy, thì nó sai giá trị rồi thì thay thôi, kiểm tra làm gì nữa? Lại phải đo à? Nó đơn giản mà mọi người, em thấy nó chia, hỏi những câu nó hơi hơi khó hiểu, khó phân tích. Em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Cái việc mà mọi người bảo là gì? Bảo là chúng ta bây giờ cảm biến kiểm tra như nào thì em vừa phân tích rồi. Nó không đúng với thực tế trên xe thì chúng ta vứt nó đi thay cái mới thôi. Thế thôi, có cái gì phải kiểm tra lại phải đi đo nữa à? rất là buồn cười. Chia sẻ rồi, đúng không ạ? Mọi người thấy là gì? Khi cái nhiệt độ nó không báo đúng với cả ECM ấy thì mọi người bỏ thay nó đi, thế thôi, làm sao tôi đi đo làm gì nữa, đo thì lại quay về nghiệp khác rồi. Không nhá, cái này mà hư thì bỏ luôn ECM nhá, vì nó mất cái nguồn điện cấp 5V ở bên trong ECM nó gửi về rồi. Chúng ta không thử làm như vậy, hỏng tốt nhất là những cái này hỏng thì chúng ta nên thay. Đừng cái phương pháp mà chúng ta sửa chữa nhiều quá, và sửa thì em không tính, được chưa? Chúng ta không liên quan đến sửa chữa nữa, mà chúng ta làm việc phân tích đi đã. Mọi người thì hay cứ đi sâu vào cái việc sửa chữa hay ban bệnh, em thì em đã nói rồi, em không đi sâu vào ban bệnh hay sửa chữa, được chưa? Phương pháp là như vậy thôi, phương pháp đọc hiểu thôi, được chưa? Đúng rồi anh, cứ lỗi cái điện áp nó gửi về ECM từ 0,43V đến 4,54V đấy, là một con số bất kỳ là nó sẽ không báo lỗi, mà lỗi đấy là lỗi trong giải mà anh các mọi người là phải phân tích và sửa là cái việc đấy đấy, được chưa? Đừng hỏi em là cái cảm biến kiểm tra kiểu gì, em vừa phân tích cho mọi người rồi, nó sai thực tế rồi thì nó bị hỏng, thế thôi, thay thôi, được chưa? Rồi, mới hiểu phần này chưa? Có nhiều anh em hỏi rồi, khó trả lời quá. Được chưa? Mọi người hiểu phần này chưa? Cảm biến thì hôm nay thôi anh đo thì anh cứ đo nha, em không hướng dẫn mọi người đo nhá, em nói là phương pháp của mọi em là phân tích rồi, đừng đo, em không nhớ cái thông số đâu, đừng hỏi em thông số, được chưa? Đừng đo, anh đo thì anh nên tìm tài liệu thì sẽ hướng dẫn được cho anh, được chưa? Đúng rồi anh, anh nào nói đúng đấy, cái việc mà chúng ta báo trên máy chẩn đoán là khoảng nhiệt độ thực tế trên xe nó đang là gì 80 độ, mà bây giờ nhìn trên máy chẩn đoán nó báo về ECM thì chỉ có 40 độ, tức là nó sai giá trị rồi, thế là việc hỏng rồi, thay thôi, làm sao nữa, đúng không ạ? Rất đơn giản, nó sai thực tế là mình thay, đừng có phân tích về đo nó làm cái gì nữa, bỏ nó đi, thay cái khác, được chưa? Mọi người hiểu như vậy đã, đừng có đo thông số hay là cái đo giá trị điện trở, em không nói, em không có hướng dẫn mọi người đo. Cái phương pháp của phân tích kia thì nó ok quá rồi, đi đo làm gì nữa, đúng không ạ? Điện, cái cảm biến này nó thay đổi liên tục, tại sao mình đo nó sao nó hiểu được? Đừng đo nữa, bỏ đi, bỏ phương pháp đo đi được. À còn anh em nào muốn đo ấy, thì mọi người cứ lên đấy, lên trên tài liệu ở trên mạng, hoặc là mua những cuốn tài liệu hay là những cái phần ôn mô tô, nó trong đấy nó sẽ có cái giá trị điện trở là nhiệt độ nó bao nhiêu thì nó tương ứng với điện trở bao nhiêu ấy. Thì cái đấy mọi người đọc, mọi người hiểu, em thì em không hướng dẫn mọi người cách như vậy, được chưa? Cái cách của em làm việc nó như thế thôi, phương pháp đơn giản nhất để em chia sẻ cho mọi người, thì mọi người thấy nó khó hiểu hay là mọi người vẫn theo phương pháp cũ của mọi người thấy nó hay hơn, ok hơn thì mọi người cứ làm. Đây là cái phương pháp em chia sẻ mọi người tham khảo thôi nhé, tham khảo thôi, còn nó tốt hay không tốt thì đấy là cái việc mọi người ứng dụng vào, được chưa? Rồi thì tiếp theo là chúng ta muốn giả lập. Đấy, lại có anh hỏi em ban bệnh rồi, em cũng trả lời, em không trả lời về ban bệnh, được chưa? Em không nói về ban bệnh, đừng hỏi em ban bệnh. Hỏi em về nhiều nhiên liệu, nhà nhiều nhiên liệu thì em sẽ trả lời được, đừng hỏi em ban bệnh, được chưa? Rồi thế là cái phương pháp giả lập cảm biến ECT, phương pháp giả lập cảm biến ECT, được chưa? Anh sờ tay vào, anh cảm nhận được cái máy nó đang là nhiệt độ động cơ nó đang khoảng 80 độ thì bây giờ mình thấy nhiệt độ nó báo về ECM nó sai, thế thôi, được chưa? Thì còn bây giờ làm thế nào biết nữa? Thì bây giờ anh phải thử cảm nhận được cái xe của mình, cái nhiệt độ thực tế trên xe của mình đang là khoảng 80 độ thì trên máy nó báo về 100 độ, tức là nó sai. Đúng rồi, nhiều anh em hỏi nó quanh quẩn quá, giải thích rất là nhiều rồi, khản cả tiếng rồi. Đây là cái phương pháp mà em thử cho mọi người này, mọi người thích thử thì em thử, gần như là ít khi em thử cái phương pháp này như này, cái giả lập giá trị điện trở. Giả lập
cảm nhận thôi, sờ vào máy biết đâu nó bỏng tay hay sao, đừng 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 nói là sờ vào máy, mình cảm nhận được thôi. Đúng rồi, một máy nhiệt độ mà đo. Vâng, không sao cả, mọi người cứ cứ hỏi thôi, chứ đừng hỏi cái việc nó quá thừa, nó không đúng. Vâng, nó rất đơn giản thôi, mọi em chia sẻ cho mọi người cái đơn giản như vậy, mọi người cứ đi đo làm cái gì, cứ lúc nào cũng thông số, em chả em đo thông số nó sai ấy. Anh nào hỏi là bây giờ nó sai thì biết thế nào nó hỏng ấy, thì nó sai thông số là nó hỏng, được chưa? Đúng rồi, thay cảm biến vào mà không đúng nữa thì hỏng hết xe, thế vậy thôi, được chưa? Mạng vẫn tốt mà anh, mạng vẫn tốt. Vâng. Rồi, mọi người sử dụng phương pháp nào cũng được, có đây cái phương pháp để chúng ta đo kiểm thôi, được chưa? Để em hướng dẫn cách đo rồi còn mọi người phải ứng dụng thôi, chứ còn bây giờ không thể làm em chia sẻ cho mọi người từng ly từng tí được. Được chưa? Em không chia sẻ được ly ly từng tí một, và đừng hỏi em là ban bệnh như thế nào, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phương pháp là giả lập cảm biến tín hiệu, cảm biến ECT này, được chưa? Cảm biến ECT. Cảm biến ECT. Chúng ta chỉ cần một cái biến trở khoảng 10K thôi, chúng ta sẽ sử dụng hai chân của nó để đo vào cái hai cái tín hiệu, một cái chân tín hiệu từ cảm biến ECT nó phát ra. À, trên từ nãy là chưa chưa đo hướng dẫn mọi người cách tra sơ đồ đúng không ạ? Rồi, phương pháp sơ đồ. Rồi, phương pháp tra sơ đồ. Đây mọi người, có lúc nãy có anh nào hỏi ấy, anh nào hỏi cái đồng hồ ấy, cái báo nhiệt độ, báo đèn ở trên đồng động cơ ấy, thì mọi người thấy là gì, trên cảm biến ECT này nếu nó lỗi nó sẽ báo mã lỗi số 7. Ở trên phần này nó sẽ có này. Nhiệt độ bao nhiêu là chuẩn? Ôi, không giải thích ở đâu anh à. Em đã nói là nó chẳng có gì là chuẩn cả. Đừng đừng, đừng hỏi câu thừa quá. Rồi mọi người đấy này, cảm biến ECT lúc đó đấy ạ. Có anh nào anh hỏi là loại 3 giây đúng không ạ? 3 giây thì đây sẽ có như, phân tích như sau. Một chân này, cảm biến ECT, cái chân là chân số 24 trên dòng xe lít 110 mọi người nhé, chân lít 110 trên chân này. Chúng ta nhìn này, được chưa? Nhìn trên này, biết được cái dây nào là dây về e xem, mà dây nào là dây nối với mát, và dây nào là dây lên đồng hồ. Cái lúc nãy của anh nào anh nói là hỏi cái dây về đồng hồ đúng không ạ? Thì đây này, bản chất nó như này, được chưa? Bản chất của nó đây. Khi nó nhiệt độ nó nóng lên ấy, nó nóng quá ấy, hoặc là lạnh quá thì nó sẽ gì, báo đồng hồ báo nhiệt độ này. Khi nó nóng quá ấy, nó sẽ báo là gì? Cái điện trở nó bằng không, tức là nó thông ra mát, nó sẽ cho cái gì? Cái kín mạch của cái đèn trên táp lô, được chưa? À, được chưa? Trên táp lô nó sẽ sáng cái đèn lên cho chúng ta. Đó là cái loại cảm biến 3 giây giống như của SH nhập vào lít những cái đời cũ ấy, thì nó sẽ có loại cảm biến 3 giây. Thì thay vì anh phải mở ra anh tìm tài liệu để anh tìm được cái trang mà nó gì, nó vẽ cho người ta chỉ cho anh biết là cái chân nào là chân về ECM, chân nào là chân ra mát và chân nào lên đồng hồ, thì ở đây em sẽ nhìn cái bức tranh này em biết được ngay là cái chân nào là chân về ECM và chân nào là nối với mát của cảm biến, chân nào là chân lên đồng hồ, đúng không ạ? Cần gì phải đâu, đúng không ạ? À, được chưa? Được chưa? Rất là đơn giản thôi, được không? Mọi người nhìn này, ở đây chúng ta sẽ biết được cái dây là dây màu hồng sọc trắng, là P sọc V kép này, là cái dây là gửi về tín hiệu về từ ECM, đúng chưa? Cái dây gì, còn dây còn lại là dây cam xanh sọc cam này, nó sẽ chạy về gì, chân mát mát, được chưa? Được chưa? Mọi người để ý này, được chưa? Nó là một cái điện, cái tín hiệu mà chúng ta phương pháp cái bức tranh này chúng ta sẽ cho chúng ta, là chúng ta không phải mở cái tài liệu ra để chúng ta tìm ra cái bức tranh nào chỉ cho chúng ta chân nào, đúng không ạ? Thì ở đây thì nó sao ạ? Nó sẽ cho chúng ta một cái điện áp, à cái dây điện dây dẫn cho chúng ta biết được cái dây đấy là cái dây tín hiệu gì, được chưa? Nó dễ dàng hơn nhiều cho chúng ta phải đi đi mở cái cuốn tài liệu và tìm ra cái bức tranh, tìm ra cái trang mà người ta vẽ cho mình biết là chân số 1, chân số 2, chân số 3. Em thì em không hướng dẫn mọi người làm như vậy, mà mọi người nhìn trên sơ đồ, mọi người nhìn thấy màu dây, mọi người nhìn thấy như vậy thì mọi người sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó như nào. Bản chất của cái con cảm biến ECT này, nó bản chất nó vẫn là một con nhiệt điện trở, được chưa? Rất đơn giản thôi, đừng phức tạp hóa, đừng hỏi em là thông số chuẩn. Mọi người có thể trêu em hay sao ấy, vừa giải thích rồi. Đó, nó là một, không có một cái gì chuẩn cả, chuẩn hay không nó phải theo thực tế của xe. Nên tại sao em nói là không phải nhớ cái gì cả, nhớ nó không giải quyết được cái vấn đề trong đây. Mà bây giờ mỗi một xe nó một khác, đừng nói là chuẩn. Bây giờ em nói là khoảng 80 độ, từ ngày mai anh cứ bảo nó 80 độ là chuẩn, được không? Xe người ta là 40 độ, bây giờ nó báo 80 độ cũng là nó chuẩn, đúng không? Nó là một cái máy móc, đừng học như vậy, học theo cách hiểu logic đi một tí. Đừng dạng nó báo nhiệt độ thực tế, nên là tại sao tôi nói là đừng có máy móc, là đừng có nhớ. Nó mỗi một xe, mỗi một trạng thái, mỗi người ta đi nhiệt độ, người ta đi xa, người ta đi gần,
nó sẽ có thay đổi nhiệt độ chứ đúng không ạ? Máy người ta nóng quá hay là máy không nóng thì đúng không? Nó theo thực tế của xe chứ bây giờ mình cứ nói là bây giờ nó thế nào là chuẩn, chẳng có thế nào chuẩn cả. Nó sai cái giá trị điện áp, có cái giá trị điện áp từ 0,3 mấy vôn đấy đến 4, bao nhiêu vôn đấy thì nó là cái thông số điện áp giải, điện áp trong giải, tức là thông cái điện áp đấy nó sẽ không báo lỗi và ngoài hai con số đấy thì nó sẽ báo lỗi. Thấy chưa? Được chưa? Rồi hiểu con này chưa? Đừng phức tạp hóa. Em muốn chia sẻ cho mọi người cách đơn giản nhất thôi. Còn cái việc là tất nhiên nó sẽ hình dung mọi người sẽ thấy nó khó thì mọi người thấy bảo nó lý thuyết nhưng mà thực ra là mọi người làm đi sẽ thấy được là nó rất là hay. Thứ nhất chúng ta không phải nhớ bộ dây, thứ hai chúng ta cũng không phải nhớ cái thông số của con này. Thứ ba là chúng ta không phải nhớ được vị trí chân của nó làm gì cả. Ở trong này có hết rồi. Anh nào thích hỏi xem ấy, chân nó lại chân số 24. Được chưa? Cái điện áp trong giải có biết cũng được nhưng mà nó sẽ khó hình dung hơn là chúng ta sẽ nhìn được cái nhiệt độ của nó, được chưa? Thay vì chúng ta phải nhớ về cái điện áp thì chúng ta nhìn nhiệt độ nó là thực tế. Vâng, mọi người câu hỏi gì phần này không ạ? Vâng, mọi người câu hỏi gì cái phần cảm biến ECT này, đừng hỏi em về giá thông số chuẩn nữa nhá. Vì nó chẳng có gì chuẩn cả, nó phải theo đúng. Được chưa? Theo đúng. Anh em nào hỏi có những cái câu hỏi nào nó đáng hỏi thì nên hỏi, được em phân tích mãi rồi. Phân tích là tại sao nó không phải đo, không phải thông số chuẩn nữa rồi. Vì nó gì có chuẩn, đúng không ạ? Rồi. Mọi người câu hỏi gì không ạ? Câu hỏi gì cảm biến ECT này không ạ? Cảm biến ECT này nhá, này phân tích thêm này, cảm biến ECT này nó cũng nó nên mục đích của nó liên quan đến là gì? Có nghèo nhiên liệu hay là giàu nhiên liệu? Nó ở phần cảm biến ECT quan nó rất là quan trọng trong cái phần hệ thống phun xăng điện tử. Được chưa? Nó liên quan đến là gì? Nó có đậm xăng, nhạt xăng, nó liên quan rất nhiều vào phần này. Có anh hỏi sách rồi. Sách em không bán sách nhá, em không bán sách. Em nói rồi em không bán sách. Đọc theo sơ đồ thôi, sơ đồ thì mọi người kiếm ở đâu cũng được, nhưng mà nó sơ đồ to thì mọi người phải kiếm được những cái file gốc thì mới in được to, được chưa? Rồi, có một anh hỏi là tại sao biết là nó là cái dây hồng sọc trắng là nguồn 5V đúng không ạ? Tại sao biết nó là 5V đúng không ạ? Tại vì sao ấy? Thì đây em lại phân tích này. Cái chân số 24 là chân gửi về tín hiệu điện áp của gì? Cảm biến ECT, tức là nó báo về tín hiệu nhiệt độ động cơ. Thì bây giờ mọi người nhìn cho em này, tại sao cái câu hỏi của anh rất là hay. Được chưa? Mọi người nhìn thấy là gì? Con cảm biến này, cái dây của ECT nó đi ra nhá. Đi ra. Nó đi ra đây. Nó chạy về mát thì chắc chắn nó sẽ cấp nguồn điện dương ra, nguồn điện ra, đúng không ạ? Nếu ở đây ấy, cái chân này nó là chân dương ấy, chắc chắn là chỗ này nó sẽ không có điện áp, tức là gì, nó dẫn nguồn điện vào đây và đi về ECM. Nhưng mà ở đây nó sẽ chạy ra mát thì mọi người nhìn thấy là nó chạy ra mát thì chắc chắn nó phải có nguồn điện chạy ra, đúng không ạ? Chắc chắn là bây giờ mình nhìn thấy là gì, nó sẽ chạy ra từ đây ra, vì nó đầu này nó là mát thì chắc chắn phải có dương ra, đúng không ạ? Đúng rồi, lúc nãy em chia sẻ mọi người là có cái biến trở 10k thôi, mọi người xin cũng được, mọi người mua cũng được. Vâng, đấy là cách mình phân tích sơ đồ này. Cảm biến ECT nó bị lỗi, một là đứt dây, hai là cảm biến nó hỏng thì nó sẽ báo mã lỗi số 7, được chưa? Rồi, mọi người có hỏi gì phần này không? Đây là cái phân tích cái sơ đồ. Đấy, mọi người đã thấy được từ hôm qua chúng ta đã phân tích được cảm biến ECT, cảm biến TP thì nó đã là gì? Nó ba chân này, chúng ta đã kiểm tra được trên sơ đồ mã lỗi số 8 và chân các chân tín hiệu của nó này, chân nào chân nguồn, chân nào chân mát, chân nào và chân gửi tín hiệu về ECM. Thì hôm nay cảm biến ECT của chúng ta cũng vậy. Lúc nãy là có anh nào hỏi là ba dây ấy, cái dây nào là dây về đồng hồ ấy thì bản chất nó đây à? Được chưa? Nó trên chỗ này chân sơ đồ là cho chúng ta rồi. Rồi, có câu hỏi phần này không ạ? Hôm nay em hơi nóng ấy, ngồi trong này hơi nóng. Và có hơi chút men, nên là nhiều lúc nói là mọi người thông cảm nhá. Hôm nay có chút men rồi. Buổi trưa có giao lưu một chút rồi, nên là có gì hơi căng thẳng thì mọi người thông cảm, được chưa? Đừng hỏi đây nhá, em chưa cái bài trước đi, kiểm tra bài trước đi, đừng hỏi phần này. 5V hay 12V thì tự kiểm tra nhá, vì học bài trước ở nó bài trước rồi. Rồi ok, anh làm thử thấy thế nào ạ? Đúng rồi, bài học hôm trước em chia sẻ rồi. Bài học hôm trước em chia sẻ rồi, được chưa? Vâng.
Vì thực ra mình chia sẻ rất là cái việc nó rất cơ bản thôi, mọi người cứ hỏi đi sâu vào những cái việc mà ta thấy nó đi sâu vào cái việc mà chúng ta đo. Em đã hướng dẫn mọi người đừng đo rồi vì nó trên máy chẩn đoán nó báo cho chúng ta rồi, thì tại vì sao chúng lại đi đo, đo làm gì? Em nói là được chưa, mọi người có vấn đề thì cái câu hỏi này đừng hỏi em về điện áp vì nhìn 5V hay 12V đấy, đừng hỏi vì cái chúng ta kiểm tra hôm trước đi, được chưa, kiểm tra phần bài học hôm trước. Tiếp tục này, cái giả lập này, cái giả lập nên đây hướng dẫn mọi người là chúng ta chỉ cần một con biến trở ba chân này thôi, được chưa. Được chưa, mọi người hiểu là cái cảm biến ECT này, ECT em nói rồi, nó không có một cái gì khó cả, nó chỉ báo về nhiệt độ thực tế cho chúng ta thôi, và chúng ta phân tích được. Em vừa nói là có cái phương pháp để phân tích để biết được nó là bị lỗi, lỗi là gì, đứt dây hay chập dây, là chúng ta được cái trên máy chẩn đoán chúng ta đã nhìn thấy nó dễ rồi, được chưa. Còn anh em nào hỏi nó bị lỗi thì kiểm tra thế nào ấy, thì nó lỗi thì vứt nó đi thôi, thay cái mới thôi, được chưa. Còn nếu mà thay cái mới vào rồi mà vẫn không đúng ấy, thì là e xem nó hỏng rồi, được chưa. Chúng ta chỉ cần như thế vậy thôi, chứ đừng 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 đi sâu máy móc và cứ phải đo bây giờ nó báo sai thì bây giờ điện trở nó bao nhiêu ấy, đừng làm như vậy, nó rất là mất thời gian của mọi người. Mọi người cứ phân tích, thứ nhất là nhiệt độ, báo về nhiệt độ nó phải tương ứng với nhiệt độ động cơ của chúng ta, được chưa, tương ứng với nhiệt độ động cơ, thế thôi. Nó báo sai với nhiệt độ động cơ thì tức là nó bị sai, được chưa. Vâng, chia sẻ với mọi người thôi, không có vấn đề gì ạ. Mọi người đấy, đấy là cái phương pháp kiểm tra của em này, phương pháp giả lập này. Thực ra giả lập này nó cũng để cho mọi người thấy được thôi, chứ còn ít khi mà chúng ta trong công việc mà chúng ta làm được như này đó, được chưa, ít khi lắm. Còn nhiều anh em là chúng ta thích độ chế, độ thì chúng ta sẽ thay đổi cái giá trị điện trở đây này, nối vào để thay đổi cái lấy một con giá trị điện, giảm cái giá trị nhiệt độ xuống ấy để tăng cái xăng lên ấy, thì nhiều anh em làm cái việc phương pháp như này, được chưa. Rồi mọi người câu hỏi gì phần này không ạ? Chúng ta chuyển sang này. Đây thì cũng nhiều anh em là thích đo thông số giá trị điện trở ấy, được chưa? Anh nào mà thích thông số giá trị điện trở thì ở đây này, hoặc là anh em vào cái phần mềm ôn mô tô chúng ta sẽ tìm được cái phần mạch điện hoặc là cái phần điện tử của cái phần mỗi một chiếc xe nó sẽ có một giá trị điện trở khác nhau, được chưa? Thì anh nào thích đo cái giá trị điện trở thì vào trong đấy chúng ta tìm cái tài liệu, chúng ta sẽ nhìn thấy được nó giá trị nhiệt độ, là ví dụ như nhiệt độ của cảm biến nhiệt độ này nó khoảng nếu ở nhiệt độ môi trường 20 độ C nhé, thì nó sẽ là khoảng 1,6 kiloohm. Còn được chưa? Chứ không phải là chúng ta cứ phải nhớ máy móc làm gì cả. Em nói rồi, làm phương pháp kia dễ hơn nhiều, được chưa? Được chưa? Mọi người thấy có vấn đề gì không ạ? Đấy, nên cảm biến ECT nó chỉ vậy thôi. Thì em nói rồi, trong khoa học của em hay là những cái phần em chia sẻ mọi người gần như mọi người không phải đo, không phải nhớ, không phải nhớ một giây, không phải nhớ giá trị điện trở, không phải nhớ gì cả, chúng ta sẽ nhìn được cái chân trên máy chẩn đoán. Tại sao chúng ta không làm, chúng ta cứ phải máy móc mà chúng ta phải đi đo, đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản, chúng ta phân tích trên máy có hết rồi, đúng không ạ? Mọi người, em phương pháp chia sẻ cho như vậy rồi, nhưng mà anh em vẫn cứ hỏi em là tại sao nó chết. Rồi, cái việc anh độ chế thôi, em không không chia sẻ về phần này. Mọi người đấy nhá, cảm biến ECT nó cũng liên quan đến bỏ điện đấy nhá. Mọi người đấy, nó khi nó nhiệt độ quá lớn, tức là nhiệt độ nó quá cao ấy, nó báo về ECM nó quá cao đến mức là chưa báo lỗi, nhưng nó sẽ báo gì? Nó báo thấy là nguy hiểm cho động cơ, nó sẽ ngắt, được chưa? Nó ngắt. Rồi, tiếp tục chúng ta lại chuyển sang một con cảm biến khác, được chưa? Cảm biến ECT xong rồi, cảm biến ECT, cảm biến IAT nó cũng vậy thôi. Mọi người đấy là thì cảm biến ECT lúc nãy của chúng ta là cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Còn lúc nãy là anh nào nói là cảm biến EOT và ECT thì bản chất nó như nhau thôi. Có một loại là ECT thì nó là nhiệt độ nước làm mát, còn là cái gì cảm biến EOT thì bản chất nó chỉ là nhiệt độ động cơ, được chưa? Mọi người chỉ hiểu như vậy thôi, đừng 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 máy móc, đừng cái gì mà nó phức tạp quá lên. Nó đơn giản thôi, nó cực kỳ đơn giản, được chưa? Rồi, tiếp tục. Mọi người sang hôm nay là lúc đấy mọi người nhớ nhé, cảm biến lúc đấy là cảm biến nhiệt độ động cơ. Còn bây giờ chúng ta sang cảm biến IAT, cảm biến là gì? Cảm biến nhiệt độ khí nạp. Đấy. Đây là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Vâng, chào anh. Cảm biến nhiệt độ khí nạp, được chưa? Cảm biến nhiệt độ khí nạp. Thì sao em lại nói cho mọi người là gì? Con cảm biến này chúng ta lại cũng không cần phải nhớ một cái gì cả, nó cực kỳ đơn giản, được chưa? Hai cảm biến nó giống hệt nhau. Anh tí nữa anh xem lại nhé, đừng hỏi giả lập vừa giới thiệu rồi. Mọi người đấy này, chúng ta sẽ chuyển sang cảm biến IAT, cảm biến nhiệt độ khí nạp. Cảm biến nhiệt độ khí nạp này nó còn cực kỳ đơn giản hơn cả cảm biến ECT rất nhiều.
Vì cảm biến nhiệt độ khí nạp này nó cũng cực kỳ dễ phân tích, thấy chưa? Cảm biến ECT thì nó sẽ chuyển sang. Áp suất. Được. Vậy hiểu phần cảm biến IAT rồi chưa? Rồi, cảm biến IAT là cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ môi trường, em cứ gọi là cảm biến nhiệt độ đo môi trường, hoặc là cảm biến nhiệt độ khí nạp, tức là bằng nhiệt độ của con khí để chúng ta tiếp tục chúng ta thấy cảm nhận được. Cảm biến ECM nó lấy rất nhiều tín hiệu về để nó làm gì, nó tính toán xăng, tính toán gì đánh lửa, nên là tại sao ấy, nó lại thêm con cảm biến nữa để làm gì, nó xác định cho chính xác hơn. Có nghĩa là nó so sánh xem là đúng với cái nhiệt độ của môi trường không, hay là nó đang báo sai để nó so sánh, được chưa? Nó là một cái bước đệm nữa để chúng ta chỉ cần quan tâm như vậy thôi, đừng đi sâu vào nó, được chưa? Đừng đi sâu vào nó là quá nhiều, là nó là như thế nào cả. Bản chất nó giống hệt như con cảm biến ECT lúc nãy của chúng ta thôi, nhưng cảm biến IAT này nó đơn giản hơn rất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều, được chưa? Bản chất của nó là gì, nó đo cái nhiệt độ của môi trường của chúng ta, nên chúng ta phân tích nó cực kỳ dễ và nó cực kỳ ít hỏng. Tại vì sao ấy, mọi người thấy là gì, nó luôn luôn nằm ở cái bằng nhiệt độ môi trường thì tỷ lệ hỏng nó thấp hơn so rất nhiều so với gì, cảm biến ECT của chúng ta, nó luôn luôn nằm ở cái gì, cái nhiệt độ khắc nghiệt, nó sẽ bị tỷ lệ nó hỏng cao hơn. Còn cảm biến IAT này nó nằm ở cái gì, ở luôn luôn nằm ở bên ngoài, nó bằng đo nhiệt độ môi trường nên là cái tỷ lệ hỏng nó rất là thấp, được chưa? Nó sẽ bị sai giá trị thì chúng ta sẽ tính, chúng ta phân tích, còn tỷ lệ hỏng nó cực kỳ thấp. Có những cái đời bộ ba cảm biến ấy, thì nó có thể nó sẽ tỷ lệ hỏng nó cao hơn so với những cái đời mà nó nằm ở lọc gió. Tại vì sao ấy? Vì nó nằm ở cạnh cái nhiệt độ của động cơ, nên là tỷ lệ nó hỏng, nó nhiệt độ nó cao lên, nó sẽ làm ảnh hưởng đến nó rất là nhiều. Được chưa? Cái cảm biến này, IAT này nó rất đơn giản, nó vẫn là bản chất của nó là lấy đo cái nhiệt độ của môi trường. Nó dễ hơn, mình dễ phân tích hơn là mình cảm nhận được cái của cảm biến ECT, là vì sao? Nó bằng nhiệt độ môi trường, mọi người chỉ nhớ thôi. Nhiệt độ môi trường buổi ngày hôm nay của chúng ta là khoảng 30 độ thì cảm biến IAT báo về nó khoảng 28, 29, 30, 31. Nó là cái việc nó xấp xỉ với cái môi trường của chúng ta thì chúng ta thấy nó là bình thường, đừng quan tâm về nó nữa. Được chưa? Cảm biến IAT này cực kỳ ít hỏng nên đừng quan tâm sâu về nó, chúng ta chỉ cần thấy nó là gì, bằng nhiệt độ môi trường là được. Còn tự nhiên nó lớn hơn nhiệt độ môi trường quá nhiều hoặc thấp hơn nhiệt độ môi trường quá nhiều ấy thì chúng ta sẽ thấy được là gì, nó bị sai giá trị. Được chưa? Còn nếu cái việc mà mọi người thấy ấy, nó báo lỗi ấy, như anh nào đang hỏi nó là mã lỗi số 9 ấy, thì nó sẽ thấy được là gì, nó đứt dây thì nó mới báo lỗi. Còn cái việc này nó sẽ không bao, gần như tỷ lệ hỏng cực kỳ thấp, trừ khi va chạm tai nạn thì nó sẽ bị hỏng, bị vỡ. Còn bình thường ấy thì mọi người thấy là gì, cái cảm biến nhiệt độ IAT này nó cực kỳ bình thường nhá. Mọi người phân tích nó cực kỳ dễ, và là cái mức độ ảnh hưởng của nó đến cái xăng, cái điện nó cực kỳ ít, vì nó tỷ lệ chiếm rất ít phần trăm cho cái cộng việc cộng vào cái tính toán xăng gió, được chưa? Nên là nhiều anh em thích độ thì độ vào con này nó dễ hơn, vì để nó cộng thêm thời gian phun xăng, được chưa? Thì trong những cái buổi, những lúc anh nào anh hỏi một đống cảm biến ấy, thì nó là cái việc phân tích logic sau để chúng ta biết được cái thằng nào nó chiếm tỷ lệ mà trong cái phần tham gia và cộng xăng, thời gian phun xăng nhiều ấy, thì chúng ta sẽ phân tích vào sau. Chúng ta bây giờ chúng ta đang đi học từng cảm biến một để biết cái nguyên lý hoạt động của nó ra làm sao và cách kiểm tra nó như thế nào. Được chưa? Em muốn chia sẻ cho mọi người một cái phương pháp nó dễ hơn, chứ đừng nói hỏi là đo giá trị điện trở, hay là bây giờ phân tích nó bị lỗi rồi thì đo thế nào để biết nó hỏng ấy, thì lỗi rồi thì là hỏng là thay thôi, được chưa? Thì cái mọi người nhớ là cảm biến IAT bằng nhiệt độ môi trường như vậy thôi, đừng nhớ thông số giá trị điện trở nữa, rất phức tạp, được chưa? Rồi thì tiếp tục này, mọi người thấy là cái sơ đồ khối của nó, sức ảnh hưởng của cảm biến này, tức là gì, nhiệt độ khí nạp, tức là bằng nhiệt độ môi trường tác động vào cái cảm biến IAT, thì cảm biến IAT nó đo được cái gì, nhiệt độ của môi trường là bao nhiêu, thì bắt đầu nó gửi cái giá trị điện áp về ECM, thì ECM nó sẽ so sánh được, nó so sánh được là gì, nó thấy là gì, nhiệt độ đang là bao nhiêu độ C để nó tính toán là khởi động mạnh hay không khởi động mạnh. Rồi tiếp theo nó sẽ so sánh được với cảm biến IAT với cảm biến ECT thằng nào bị sai số, đúng không ạ? Tự nhiên thằng nào cảm biến IAT nó đang báo là khoảng 30 độ C mà thằng cảm biến ECT nó lại báo là khoảng 20 độ C thì nó sai. Còn nếu việc cảm biến IAT cảm biến ECT mà nó lớn hơn là chuyện bình thường, nếu lúc đấy là xe nổ máy rồi, được chưa? Và cảm biến độ IAT chúng ta độ được cho đậm xăng lên cũng được, được chưa? Đấy là cái phương pháp mọi người hiểu nguyên lý của nó đã. Thì cả bản chất mọi người thấy là gì, tất cả các cảm biến gửi về tín hiệu về ECM là gì, để nó báo cái môi trường thực tế ở cái xe đấy, ở môi trường ấy, để nó tác động vào là để gì, ECM nó hiểu, bắt đầu nó tính toán
gửi nó vẫn là mục đích của nó là gì, nó tính toán để phun xăng và đánh lửa thế thôi, đừng quan tâm về sâu quá về các việc là nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến là phun xăng và này ảnh hưởng đến lửa thế thôi, được chưa? Cảm bản chất của nó như vậy. À không 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 so sánh nhá, chẳng qua đây mình để mình hình dung ra thôi. Ví dụ như là gì, chúng ta thấy được là cảm biến IAT nó mình phải phân tích được cái xe này nổ máy lâu chưa, thế thôi, chứ không không phân tích sâu về cái để so sánh nó hỏng hay không hỏng, mà mỗi một thằng nó sẽ báo một giá trị. Ví dụ như em nói là cảm biến IAT nó bằng nhiệt độ môi trường, ví dụ nhiệt độ môi trường của anh đang là khoảng 30 độ C đúng không ạ, thì cái xe của anh ấy anh đi ra trên đường ấy, nó nóng lên rồi. Nóng lên rồi thì bắt đầu thì cái nhiệt độ của cái xe nó bốc lên, nó sẽ nóng hơn ở bên ngoài, được chưa? Nóng hơn ở bên ngoài. Nên là sẽ cái nhiệt độ nó báo về ECM nó sẽ là gì? Nó tăng lên là chuyện bình thường, được chưa? Nó tăng hơn, nó nóng hơn là so với nhiệt độ môi trường của chúng ta, nó là rất bình thường, được chưa? Rồi. Mọi người hiểu là gì? Cái cảm biến nhiệt độ ECT thì nó theo thực tế của cái nhiệt độ của động cơ, nó không có một cái thông số chuẩn, nên mọi người nhớ nhé, đừng nói là thông số chuẩn, nó chuẩn hay không, nó chuẩn phải chuẩn theo xe. Nên là mỗi một xe nó một tình trạng thì chúng ta phải phân tích thực tế trên xe, không phân tích theo kiểu ban bệnh, được chưa? Không phân tích thực tế theo ban bệnh mà phân tích theo thực tế của xe. Rồi giống đến như cảm biến IAT này cũng vậy, nó cũng phân tích theo thực tế của môi trường. Vì cảm biến IAT này không bao giờ môi trường nhiệt độ của chúng ta không bao giờ lớn lên khoảng trên 50 độ C cả, nên chúng ta nhìn vào nó, chúng ta liếc qua nó thế, nó báo trên 50 độ C thì tức là nó bị sai. Thế thôi, sai thì thay thôi, được chưa? Sai thì thay thôi. Vâng. Cái đấy là mọi người nên hiểu và mọi người áp dụng thôi. Còn em chia sẻ cái phương pháp, cái nguyên lý của nó thôi, được chưa? Em từ những buổi hôm qua đến buổi hôm nay rồi, em chưa hướng dẫn mọi người cách đo cái gì cả, đúng không ạ? Chúng ta phải phân tích là chính. Còn đo hay không ấy thì nó có thể chúng ta sẽ làm thực tế trên xe. Mỗi một xe nó nằm ở vị trí khác. À vâng. Câu hỏi của anh cũng hay, rất nhiều anh em chưa biết, vẫn chưa biết về cảm biến IAT đúng không ạ? Thì bắt đầu thực tế này. Hình ảnh thực tế của anh này, anh đang hỏi là nằm ở đâu? Thì cái hình ảnh bộ ba cảm biến của chúng ta sẽ thấy được cái thanh nhựa nó thò ra đấy. Cái thò này, có nhiều anh em không biết nó là cái gì, cứ nghĩ là nó là cái định vị, thanh định vị cái vị trí của bộ ba cảm biến. Còn bản chất của nó là như vậy. Được chưa? Nên nhiều anh em muốn đo ấy, muốn thử ấy, thì chúng ta nên dùng bằng nước lạnh hoặc là dùng cái việc là nó sấy bằng cái nhẹ thôi để cái nhiệt độ nhẹ thôi, vì nó bằng bản chất nó bằng nhựa. Chúng ta không thể thử bằng cách là khò hoặc là đốt nóng, hoặc chúng ta chỉ sử dụng bằng cách là cho vào nước nóng hoặc là nước lạnh để chúng ta thấy được cái giá trị điện trở nó thay đổi thôi. Được chưa? Cái giá trị cái cảm biến ECT này, IAT này, nó là có hai dạng, một dạng là ở bộ ba cảm biến và một dạng đời sau này mà anh thấy là gì, nó nằm ở lọc gió ấy, là chính là như này. Sơ đồ nào anh? Sơ đồ chúng ta chỉ việc phân tích sơ đồ, chỉ còn em thì nói là chỉ cần 1-2 sơ đồ chúng ta làm thôi, chứ không phải là bây giờ chúng ta mỗi một đời xe mà chúng ta đi in sơ đồ ra thì nó nói rồi, em đã phân tích ở phần đầu rồi, đúng không ạ? Phân tích ở phần đầu rồi. Rồi buổi hôm nay thì em nói hơi to một chút, mọi người thông cảm nhá, được chưa? Mọi người thông cảm. Cảm biến IAT, cảm biến IAT nhé, mọi người nhớ là nó chỉ bản chất của nó là gì, nó báo về cảm biến nhiệt độ môi trường của chúng ta thôi, chúng ta không cần phân tích quá sâu về nó, được chưa? Đúng rồi, mọi người để ý là gì, chúng ta mỗi một đời xe chúng ta làm việc ấy, chúng ta nên làm bằng cái phương pháp tra cứu ở trên cái phần mềm ấy. Còn cái việc mà em muốn nói đến mọi người ấy, nó là cái phương pháp mà chúng ta tra cứu trên sơ đồ nguyên lý, mà sơ đồ nguyên lý chúng ta chỉ cần hai bức tranh thôi để chúng ta làm được việc. Chúng ta không cần thiết phải chúng ta phải in mỗi một đời xe một bức tranh, nó rất lãng phí, và thứ hai nó không sử dụng đến, được chưa? Chúng ta không cần thiết như vậy, chúng ta chỉ cần một cái sơ đồ nguyên lý của cơ bản nhất là những đời xe 110 và cơ bản nhất của những đời xe 125 là như vậy thôi. Đúng rồi anh, cảm biến IAT là cảm biến đo nhiệt độ môi trường, bản chất như vậy thôi, được chưa? Chúng ta lại phân tích như lúc nãy là gì, chúng ta sẽ thấy được là gì, cái cảm biến này nó cũng giống hệt như cảm biến ECT của chúng ta, đúng ạ? Nó vẫn như vậy thôi, bằng cách là đo nhiệt độ môi trường gửi về cho ECM đấy, bản chất nó cũng là một con biến trở, được chưa? Biến trở đó, nó là một con biến trở, nó gửi cái điện áp ra và chạy về gì, cảm biến IAT, và nó sẽ đo cái nhiệt độ môi trường để nó thay đổi cái giá trị điện trở này, để mục đích là gì, nó thay đổi cái điện áp ở đây đầu ra này, nó gửi về ECM để ECM nó hiểu được là đang nhiệt độ đang bao nhiêu. Mọi người chỉ nhớ cho em, giúp em là gì, con cảm biến IAT này bản chất của nó là chỉ đo nhiệt độ môi trường, thì chúng ta chỉ cần quan tâm cái nhiệt độ nó có đúng với như môi trường của chúng ta không, thế thôi, chúng ta không cần quan tâm quá nhiều, được chưa?
còn em cũng không chia sẻ cho mọi người cách đo. Đây mọi người nhìn cho em là gì, cái cảm biến IAT của chúng ta này, chúng ta cũng có thể là chúng ta nhìn được trên máy chẩn đoán, chúng ta biết được cái nhiệt độ môi trường có đúng hay không, được chưa? Chúng ta nhìn thấy là cho em này, cái nhiệt độ IAT này nó luôn luôn nằm ở giá trị khoảng bao nhiêu ạ? Nó bằng nhiệt độ môi trường của chúng ta, hoặc nó sẽ nóng hơn ở môi trường của chúng ta. Tại vì sao ấy, nó luôn nằm cạnh động cơ thì nhiệt độ động cơ nó bốc lên, nó sẽ nóng hơn nhiệt độ môi trường của chúng ta một chút, không ảnh hưởng, được chưa? Nó sai lệch quá nhiều, khoảng 10 năm 20 độ, 30 độ, 40 độ thì lúc đó nó mới là sai. Còn nếu không ấy, mọi người cứ kiểm tra cho nó là gì, thấy đúng bằng nhiệt độ môi trường là được. Chúng ta đừng quan tâm về cái điện áp của nó nữa làm cái gì cả, hoặc cái giá trị điện trở của nó em không hướng dẫn mọi người đo. Vì mọi người nhìn trên này mọi người biết được nó hỏng hay không hỏng. Nếu nó đứt dây nó sẽ báo cái dạng như là gì, của cảm biến IAT, à ECT thôi, không có gì cả, được chưa? Nó đứt dây hay nó chập dây đều như vậy. Nó đứt dây thì sao ạ? Đúng không? Đứt dây thì nó sẽ làm gì? Nó báo nhiệt độ là âm độ C. Âm độ C. Còn nếu mà chúng ta thấy thì nó bị báo nhiệt độ quá cao ấy, tức là nó bị chập ra mát. Bản chất là như vậy thôi. Có sao hay không thì anh phải kiểm tra ở trên máy chẩn đoán, chứ em không biết được nó có sao hay không. Được chưa? Phải thực tế nó gãy đến đoạn nào hay gãy đến cảm biến rồi thì vứt đi thôi. Còn nó có sao hay không ấy, anh phải nhìn trên máy chẩn đoán chứ đừng hỏi như vậy. Bây giờ anh biết là đấy, em bảo nó không sao thì sao, anh vẫn cứ lắp vào à, đúng không ạ? Mình phải kiểm tra thực tế của nó báo về có đúng hay không, thế thôi, được chưa? Chúng ta phải kiểm tra như vậy. Đó thì cái phương pháp của chúng ta làm nó giống hệt như cái của con cảm biến IAT, à ECT, được chưa? Thì trong buổi hôm qua đến buổi hôm nay em thấy là hướng dẫn mọi người ba cảm biến mà mọi người không cần phải đo một chút nào cả, đúng không? Mọi người vẫn làm được việc mà, đúng không? Chúng ta chỉ cần có máy chẩn đoán để chúng ta làm. Thì thay vì chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta lại phải đi đo, mà đo chúng ta lại phải nhớ màu dây thì chúng ta lại phải nhớ thông số, nó rất là nhiều mà chúng ta lại không phân tích được. Vì tại vì sao ấy, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán thì chúng ta nhìn được tổng thể của bức tranh, tức là tổng thể cả một chiếc xe này nó đang báo sai ở chỗ đâu. Còn nếu chúng ta đo ấy, chúng ta chỉ đo được một cảm biến thôi, và thứ hai nữa là đo ấy, là chúng ta chỉ đo được một giải trạng thái, tức là một trạng thái của nó thôi. Còn nó thay đổi hay không thay đổi chúng ta không thể biết được, vì thay đổi cái điện áp thì nó rất là khác, được chưa? Thì em chia sẻ cho mọi người bằng cách là chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó cực kỳ dễ, được chưa? Dễ hơn là nhiều so với mấy người còn phải đi đo. Em không hướng dẫn mọi người đo, từ hôm qua rồi em chưa hướng dẫn mọi người đo, được chưa? Không hướng dẫn mọi người đo cái gì cả, mọi người chỉ phân tích thôi. Em nói rồi, thay đổi cái tư duy, cách làm việc của chúng ta làm gì? Chúng ta phân tích đi, được chưa? Vâng, cái thực tế ở trên xe nó rất là nhiều vấn đề. Thực tế trên xe rất nhiều vấn đề. Em mạng vẫn bình thường anh nhá. Được chưa? Cái cách chúng ta giả lập cảm biến nó cũng như vậy thôi. Chúng ta sẽ làm việc như sau, chúng ta sẽ lấy con biến trở chúng ta giả lập y hệt như cảm biến IAT, à ECT, được chưa? Cái bản chất của cảm biến IAT này nó cũng giống hệt như nhau thôi, hai cái cảm biến đấy. Em nói rồi, mọi người chia sẻ cho mọi người, giống lại nói lại một lần nữa, cảm biến này nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều so với phần thêm xăng đâu, được chưa? Không quá nhiều đâu. Vâng, thì mọi người thấy là cảm biến IAT nó đơn giản không ạ? Hai cảm biến từ ba cảm biến rồi, đến hôm nay là chúng ta học đến ba cảm biến. Nó không có cái gì khó cả. Em chia sẻ cho mọi người một cách phương pháp mà chúng ta không phải nhớ. Đúng ạ, từ hôm qua có anh nào nhớ không ạ? Đọc được hết anh nhé, máy EC Pro đọc đấy. Nói chung là máy nào cũng được nhá, anh cứ sử dụng máy là được. Máy nào cũng được để chúng ta phân tích ra. Đấy ạ. Phân tích ra được, phân tích lỗi chúng ta phải học. Em nói rồi, cái phương pháp của học của em là phương pháp thay đổi tư duy, tức là gì, chúng ta phải có cái phương pháp mới hơn một chút. Có thể nó sẽ khó với mọi người vì nó đang bắt mọi người phải thay đổi, thì mọi người sẽ cảm giác là khó. Nhưng có thể giai đoạn đầu chúng ta thấy khó thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được những buổi sau, là những sau lần sau này chúng ta thấy nó nhàn hơn nhiều. Thì tại sao em chia sẻ cho mọi người là dùng cái việc mà chúng ta là gì, đi du lịch mà chúng ta vẫn sửa được xe. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm được cái sơ đồ để chúng ta làm việc, bất kể một chiếc xe nào chúng ta đều làm được. Và thứ hai nữa là chúng ta làm được cái việc là gì, chúng ta phân tích trên máy mà chúng ta không phải đo kiểm, mà chúng ta không phải nhớ một cái gì cả, được chưa? Mọi người hiểu cái phần em chia sẻ cho mọi người không ạ? Vâng, mới hai thì anh phải kiểm tra, anh xem lại những cái bài trước của em thôi, được chưa? Vâng. Đúng rồi. Thế anh, những cái bài khóa học của em ấy, những cái anh mà đã học trực tiếp ấy, thì anh cũng đều là em chả nhớ cái gì cả, được chưa? Chả nhớ cái gì, bảo thầy bảo chả nhớ gì xong rồi về em cũng chả nhớ cái gì cả. Nhưng mà thực chất, bản chất mọi người để ý này, khi một động vào một cái gì đấy thì mọi người tự động mọi người lại nhớ ra, đó mới là cái của mọi người. Còn mọi người ấy, đọc mà học theo kiểu phương pháp nhớ ấy, thì mọi người sẽ bị quên ngay. Nếu chúng ta không sử dụng đến nó sẽ quên. Còn nếu mà chúng ta học và chúng ta hiểu rồi thì nó nằm trong đầu chúng ta rồi, nó nằm trong tiềm thức của chúng ta rồi, chỉ cần động đến một cái là chúng ta có phương pháp làm. Đây là em chia sẻ cho mọi người phương pháp làm, chứ em không hướng dẫn mọi người cách làm, được chưa? Cách làm thì mọi người lên trên mạng mọi người xem, rất nhiều người chia sẻ cho mọi người. Còn em hướng dẫn mọi người cách làm thôi, mọi người nhớ như vậy nhé, hướng dẫn mọi người cách làm. Vâng, được chưa? Mọi người thấy là hôm nay chúng ta thấy hai cảm biến này nó không phải nhớ một cái gì, được chưa?
nó nên là em lại chia sẻ lại cho mọi người là gì, nhưng anh nào hỏi nữa là bây giờ tại sao bây giờ kiểm nó chết ấy, thì do như thế nào ấy, được chưa, nó hỏng thì đo thế nào ấy, thì mọi người phải để ý là gì, khi nó hỏng rồi chỉ có thay thôi, đừng có đo nữa. Em nhìn phân tích trên máy chẩn đoán em nhìn thấy nó rất là hay, được chưa? Đúng rồi, em chỉ nói là nhiệt độ này, bản chất nhiệt độ nó chỉ báo nhiệt độ của xe thôi, nên là đừng ai nói nó là nó chuẩn thế nào là chuẩn. Em bảo 80 độ là chuẩn thì lần sau mọi người về mọi người lại cứ 80 độ là chuẩn à, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta làm việc theo một cái phương pháp khác đi, đừng là chuẩn, không có gì là chuẩn cả, vì nhiệt độ nó thay đổi theo xe, xe nó đi như nào thì nó là nhiệt độ như vậy, thì mình phải cảm nhận được cái xe đấy nó nóng nó hay nó lạnh thì nó phải đúng như vậy, nó báo có đúng không, thì đấy là một cái phương pháp mình kiểm tra. Đấy là một cái việc mình làm chứ không phải cái việc mình bây giờ mình cứ thay thế hoặc mình cứ đo. Thực ra nó báo sai lù lên mình cứ đi đo làm cái gì rồi, đúng không? Nó sai rồi mà mình chả cảm giác là gì, nó không đúng với nhiệt độ thì là tức là gì, hỏng cảm biến nó sai trong cái phương pháp là sai giá trị, đấy chưa? Mình việc của mình, việc phân tích nó ra nó sai thì mình việc thay thôi. Mọi người hiểu vấn đề này không ạ? Là cực kỳ đơn giản, đến sau những buổi sau nó còn chỉ còn vài con cảm biến nữa thôi, mọi người sẽ thấy được là gì, nó không có cái gì cả. Quên hết rồi, bao giờ mọi người phải có máy mọi người làm thì nó dễ hơn, được chưa? Còn em hướng dẫn anh em nào mà cứ đo kiểm ấy thì mọi người thấy là chả có bổ ích gì cho mọi người cả. Vì em có chả từ những buổi hôm qua rồi em chưa nói gì đến cách đo, và thứ hai nữa là chưa nói gì về cái giá trị điện trở của nó cả. Em chỉ chia sẻ cho mọi người cái cách làm thôi, cái cách hoạt động của nó thôi, và thứ hai nữa là cách kiểm tra nào nhanh nhất thôi, được chưa? Còn mọi người có thể là mọi người thấy nó những cái việc làm mà mọi người thấy nó hợp với mình thì mọi người cứ làm, được chưa? Cảm ơn anh Thái. Em chia sẻ cái gì nó đơn giản thôi, đừng đừng phức tạp hóa lên, được chưa? Vâng, thì em nói rồi, mọi người đừng nhớ cái thông số mà mọi người nhớ theo kiểu điện áp, và điện áp thì nó lại dễ dàng chúng ta hiểu hơn. Thứ nhất là chúng ta thấy là điện áp nó chỉ có vài con số thôi. Thứ nhất là mọi người thấy là điện áp ở trên này chỉ có là gì, 0V, 5V và 12V là như vậy thôi. Hoặc có những cái đời xe nào sử dụng 9V thì đấy chỉ có ba con số để chúng ta nhớ thôi. Nó ví dụ như anh nào hỏi nó là 5V, nhìn thế nào để biết 5V hay 12V ấy, thì chúng ta cứ đo thôi, nó chỉ có ba con số đấy thôi, được chưa? Ba bốn con số đấy thôi, chứ đừng nhớ giá trị điện trở nó thay đổi cực kỳ nhiều, đừng làm như vậy, được chưa? Và hôm nay em chỉ chia sẻ hai cảm biến đây thôi, thì hôm nay em thực sự em hơi mệt một chút, được chưa? Và hôm nay có chút men rồi nên là nói hơi to hay là có cáu gắt hay cái gì thì mọi người thông cảm nhá. Vâng, thì đơn giản thôi, em không có là cái gì nâng cao quan điểm nó lên cả, mà nó mọi người cứ hiểu logic của nó là gì. Cái thằng cảm biến ECT nó liên quan cực kỳ quan trọng đến cái việc phun xăng đến phun a à, cái thời cái đậm xăng hay nhạt xăng ấy, được chưa? Cái nghèo nhiên liệu và nhà là giàu nhiên liệu ấy. Đúng rồi, cái nhiệt độ đã gọi nhiệt độ nó phải thay đổi liên tục chứ không phải nó là cố định một chỗ một giá trị, được chưa? Cảm biến mà gọi là cảm biến thì nó phải thay đổi để nó cảm nhận được cái nhiệt độ của xe chứ, cảm nhận thì mới gọi là cảm nhận gửi về cho ECM chứ. Bây giờ nó lại có một cố giá trị cố định, đúng không? Cái phương pháp của em là gì, giải thoát cái đầu của mình đi, chia sẻ đi, mọi người thấy là gì, nó rất đơn giản đi, được chưa? Đừng phức tạp hóa lên, cứ mỗi lần chúng ta phải nhớ thông số. Hay nhiều anh em lúc nãy hỏi em là giá trị bao nhiêu thì em không để ý đâu. Rồi em lại nói chia sẻ lại cái nhóm kia nhá, vì thực ra từ hôm qua giờ em cũng rất là bận và rất là chưa trả lời được nhiều anh em, và cái trong nhóm em cũng chưa đăng bài hay chưa chia sẻ gì cả. Thì mọi người hãy anh em nào mà quan tâm đến cái phương pháp học của em ấy thì đăng ký vào cái phần đấy nhóm mà em sẽ chia sẻ cái bức tranh ấy. Cái đấy là mọi người, em nói là mọi người phải mua, vì tại vì sao em không bán nhưng mà mọi người phải bỏ tiền ra để trả tiền cho cái phần in, và thứ hai nữa là phải trả tiền cái phí, là phí đây phí bọc hàng gửi hàng đấy, được chưa? Thì cái việc mà em muốn chia sẻ cái bức tranh ấy, thứ nhất là để mọi người khi những buổi giảng ở đây mọi người thấy đúng hữu ích thì mọi người phân tích cái bức tranh ấy thì mọi người làm việc nó dễ dàng hơn, được chưa? Dễ dàng hơn. Và thứ hai nữa là mọi người nhớ được, hiểu được cái thông số, hiểu được mọi thứ, hiểu được nguyên lý nó dễ dàng hơn đó. Thì và thứ hai nữa là em muốn bức tranh đấy, em có một phần ở trong đấy là gì, em có hình ảnh cái tên của em trong đấy, thì thứ nhất là em có được một chút gọi là quảng cáo, và thứ hai nữa là gì là nên là tại sao em không muốn là gì bán, gọi là bán mà em để mọi in cho mọi người, mà mọi người phải trả tiền phí in ấn tài liệu, và thứ hai nữa là cái phí là phí bọc hàng thì em vẫn phải thuê người chứ không phải ngồi một mình em bọc hàng được, đúng không ạ? Cái đấy là cái việc mà mọi người nên làm, có bức tranh đấy. Còn anh em nào không có file rồi thì mọi người cứ tự in được, không sao cả. Cái đấy là em chia sẻ cho mọi người, nó chỉ cần vài bức tranh thôi. Nhiều anh em bảo hôm trước bảo in bây giờ về mỗi một đời xe thì in cho em một đời, mỗi một đời một bức tranh, thì có em nói là xưởng của anh không đủ diện tích để đo để treo lên đâu, và treo xong thì mọi người cũng không thể nhìn đâu mà nó lãng phí, nó thừa ra. Chúng ta chỉ cần hai bức tranh về
về về về hệ thống phun xăng điện tử của dòng Honda thôi, em chủ yếu in Honda. Và thứ hai nữa chúng ta cần những bức tranh của hệ thống Smart Key. Smart Key bây giờ cực kỳ nhiều. Và thứ ba nữa anh em là cần ABS, thì ABS thực ra là không cần nhiều vì vì ABS nó ít xảy ra, nhưng chúng ta không cần thiết phải có ABS. Nhưng mà những cái bức tranh mà em nó khuyên mọi người lên có như vậy. Và thứ hai là trong nhóm đấy thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái phương pháp đọc bức tranh, được chưa? Phương pháp đọc bức tranh đó là tranh sơ đồ nguyên lý, là em chia sẻ cho mọi người cái cách đọc làm sao đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Em cũng không cần thiết là cái nhóm đấy quá đông. Lúc nãy có bạn nào bạn bảo là mở cửa ra để cho nhóm vào càng đông càng tốt, thì em không cần thiết. Em muốn là gì, chia sẻ cho mọi người làm sao nó tốt nhất, chứ không phải là cái việc mà số lượng đi vào đấy để làm gì cả. Em không gom vào đấy để em bán hàng, được chưa? Em chia sẻ cho mọi người làm sao mọi người về mọi người đều làm được, nó hiệu quả cho mọi người, nó mới có giá trị. Chứ không phải bây giờ ào gồm vào sau nó loạn hết cả lên, người nọ người kia, được chưa? Cái việc mà em muốn chia sẻ cho mọi người cái tài liệu là như vậy. Cái phương pháp của em là cái bức tranh sơ đồ không có tài liệu. Khóa học của em nhớ nhá, nhiều anh em chúng ta học xong mọi thấy là gì, của em không có tài liệu một chút nào cả, không có một tờ tài liệu nào, được chưa? Chỉ có bức tranh sơ đồ từ hôm trước đến nay, toàn sử dụng bức tranh sơ đồ đấy thôi, được chưa? Chốt test đi nào, chưa hiểu. Không, cái này em không trực tiếp em đăng ký được đâu mọi người nhá. Em không trả lời được đâu. Có thể là trong những buổi sau em có thể có nhân viên của em, nhân viên của công ty em là sẽ tổng hợp, bạn nhân viên bạn tổng hợp, hoặc là bạn Tiến bạn sẽ có cái hỗ trợ. Và em nhắc lại là bạn Tiến ấy, thứ nhất là không phải là người thân của em, và thứ hai nữa là cũng không phải thân thiết, cũng là đều là hoạt động ở em cũng là đều buổi live stream này cũng đã quen nhau thôi. Và bạn ấy rất là nhiệt tình, bạn ấy có ý là muốn hỗ trợ em, thì em cũng cố gắng là cũng muốn bạn ấy xây dựng thêm, chứ em không có ý gì. Và thứ hai nữa là nếu bạn ấy có bán hàng cái gì thì đừng có phải là cái việc mà liên quan đến bán hàng, nó không phải của em, được chưa? Bạn Tiến đấy là bạn hỗ trợ trong cùng, giống như mọi người cũng cùng xem em và thấy em bận, thì bạn ấy có rất là nhiệt tình, bạn đang rảnh bạn sẽ hỗ trợ em. Nên là mọi người đấy đừng có, ví dụ như bạn ấy có bán hàng gì hoặc liên quan gì thì em không phải đâu nhá, được chưa? Em không bán hàng gì ở đấy, nên mọi người đừng sau xảy ra một cái gì đấy sau đó mang tiếng, được chưa? Em nói trước với mọi người như vậy. Cái nhóm đấy ấy, thì em thấy bạn ấy nhiệt tình, bạn ấy có những cái tinh thần đóng góp thì em rất là quý. Thì em muốn xây dựng bạn ấy là quản lý nhóm, được chưa? Quản lý nhóm thì rất là hay, em muốn chia sẻ như vậy. Quản lý nhóm để phát triển lên. Em thì không có thời gian để lúc nào cũng online để chia sẻ cho mọi người. Nên mọi người nhớ nhất lên những Facebook của em, ít khi em lên trên Facebook em chia sẻ hay là ấy lắm. Giờ ít khi em tham gia lắm, được chưa? Thì đến những thời điểm bây giờ thì dịch bệnh thì bắt buộc em phải lên online như này, được chưa? Em thấy là muốn là chia sẻ cái kiến thức của mình đến cho mọi người. Và thứ hai nữa em muốn kêu gọi cái ủng hộ để chung tay ủng hộ với đất nước. Thay vì dạy miễn phí cho mọi người thì mọi người sẽ không tôn trọng, được chưa? Khi mọi người mất tiền thì mọi người sẽ thấy là gì, mình có phải làm, được chưa? Vâng, cảm ơn mọi người. Thực ra là sau những buổi hôm nay thì buổi ngày mai thì chắc cũng nghỉ thôi nhỉ. Mai mà lao động nữa, mai mà làm thì chắc có khi bị xích lên phường ấy nhỉ. Thì quốc tế lao động mà phải được nghỉ, đúng không? Thì mọi người thấy là từ hôm qua giờ chúng ta thấy được là ba cảm biến rồi, mọi người chả nhớ cái gì cả, đúng không? Bảo ông này ông dạy xong chả nhớ cái gì, hỏi cái gì chả biết. Nhưng mọi người cứ cầm cái máy chẩn đoán đi, mọi người sẽ làm được tất cả mọi thứ và phân tích nó dễ như nào. Và thứ hai nữa, mọi người đọc được cái cách sơ đồ mà em chia sẻ cho mọi người ấy, thì mọi người gần như không phải làm phải nhớ phải nhiều quá nhiều tài liệu, vì tài liệu mọi người không đọc đâu. Khi mọi người xem bức tranh ở đấy thì tự mọi người sẽ hiểu được tại sao em nói rồi. Từ những bức tranh đấy là mọi người sẽ hiểu rất là nhiều thứ trong phần này. Thì mọi người tự mọi người làm ngày nào mọi người cũng nhìn vào thì mọi người sẽ thấy được là nó tự nhiên nó hiểu được đi, được chưa? Vâng, cảm ơn mọi người. Hôm nay thì em thực ra là hôm nay em cũng có chút men rồi, nên là có lúc giai đoạn đầu em có hơi nói to hay là có vấn đề thì mọi người bỏ qua nhé, được chưa? Được chưa? Có những lúc là có những anh hỏi những cái câu gần như là trêu nhau hay sao, nó buồn cười lắm. Mình giải thích rõ ràng như thế, khàn cả tiếng rồi mà vẫn cứ hỏi lại cái giá trị đo thế ạ. Và mọi người cứ vào nhóm đi, em không tổng hợp được đâu, em không có thời gian để tổng hợp những cái bức tranh này. Bức tranh này em nhắc lại mọi người là em không in, không lấy tiền, mọi người phải trả tiền phí in, được chưa? Trả tiền phí in và phí dịch vụ và phí gửi hàng mà mọi người phải trả, được chưa? Em không lấy tiền lãi trong đấy, được chưa? Đừng nói là em bán hàng để có lãi. Em livestream những buổi livestream em chia sẻ em không mong một bán hàng ở đây, được chưa? Livestream của em thì nó từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và bắt đầu từ 20 giờ. Vâng. Không, cái nhóm này thì mọi người cứ tham gia vào rồi. Em đã để ở cái bài những cái bài trước của em rồi, được chưa? Em đã để ở những cái bài trước, mọi người cố gắng vào cái trang của em đi. Và mọi người thấy
cái phần mà em chia sẻ ấy, em không trả lời được hết mọi người đâu, được chưa? Thôi bây giờ nghỉ thôi anh ạ, à, không nhậu được nữa thôi. Mệt. Buổi chiều nay em tưởng em không 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 online được, định 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 nghỉ nhưng mà thôi chắc là vẫn làm được, được chưa? À, nhóm là em lập ra nhé, không phải ai lập đâu nhé, nhóm là nhóm em lập ra, được chưa? Nhóm em lập ra, chính em là admin và em sẽ chia sẻ trong đấy, em sẽ chia sẻ bằng cách livestream cũng như vậy, hoặc là em sẽ chia sẻ bằng vào nhóm thì mọi người sẽ học trực tiếp được cái đọc cái sơ đồ. Thì em không cần quan tâm là nhóm này quá đông đâu nhá, được chưa? À, nhóm này không không quan tâm về em không quan tâm là quá đông ở đây đâu, em không cần thiết. Em chỉ cần số lượng vừa phải để em chia sẻ làm sao chất lượng nhất mọi người về đều sử dụng được bức tranh đấy thôi, chứ không phải mua về thấy hay ông này nói hay quá ủng hộ ông cái bức tranh. Em không có lãi lời gì trong này đâu nhá. Còn mệt người hơn là vì phải đi in, phải thiết kế tranh. Thế chưa? Nên là chia sẻ với mọi người, mà em lại còn phải vào trong nhóm em hỗ trợ mọi người phải đọc nữa, đọc bức tranh nữa. Nó còn mất rất nhiều thời gian nên là thôi mọi người cố gắng. Em nên tại sao em nói là không cần thiết phải đông người. Lúc đấy có bạn nào bạn hỏi phải mở ra trong đông, càng đông càng tốt thì em không cần thiết, được chưa? Nó chất lượng thôi. Và mọi người để ý này, trong những cái phần này, em ít rất ít khi em online, được chưa? À, tên nhóm là đọc hiểu sơ đồ thì phải, em không nhớ đó, đọc hiểu sơ đồ. Rồi em nhận được rồi anh Dương Vũ nhé. Mọi người cứ kiểm tra trên cái phần Facebook cá nhân của em ấy thì nó sẽ có cái đường link dẫn vào, mọi người kích vào đấy là được thôi. Hôm nay em đang ngồi hơi nóng, không bật được điều hòa vì nó lại bị phá mất cái phông đằng sau nó đang làm nó bị lỗi, nó rất mất thời gian giống như hôm trước ấy, được chưa? Mọi người nhớ nhé, mọi người lên có một cái máy chẩn đoán đi để làm việc, được chưa? Máy nào cũng được, nên có máy đi thì sau khi gọi điện cho em hỗ trợ thì nó chỉ rất là dễ. Vừa có phương pháp đọc sơ đồ, chứ còn bây giờ anh ấy gọi, nhiều anh em gọi điện thì bây giờ nó mất găng ti, mất cái gì đấy thì sửa cái gì thì em chịu, được chưa? Em nói là em chịu, được chưa? Em không sửa được cái kiểu như vậy được. Nên là mọi người thông cảm, nếu mà những cái gì mà em không hỗ trợ được ấy, thì thông cảm thôi, vì em không phải là người quá giỏi cái gì cũng biết, được chưa? Chỉ là chia sẻ những cái gì em biết thôi, ví dụ như em dạy được mọi người hiểu được cái nguyên lý để làm việc thôi, còn tất cả những cái xe gì ấy, chúng ta đến với ta đều làm được hết. Thế giờ hôm nay có mọi người có vấn đề gì câu hỏi không ạ? Có rất nhiều anh em xem nhưng mà chả thấy anh em nào like mấy, ít lắm, ít like lắm. Vì sao? Có mỗi lần có mấy trăm like thôi, mà ngày nào cũng bao nhiêu lần đấy mà vẫn không lên. Vâng. Vâng, số điện thoại của em để ở trên các bài viết đấy anh. Nhìn trên bài viết nó có số điện thoại của em. Được chưa? Mọi người cố gắng kết bạn YouTube đi đã, à trên Facebook đi ạ, để em vào nhóm Facebook. Vì Zalo của em bây giờ đang rất nhiều nhóm rồi, nên là nhiều lúc loạn lắm, không biết là nhóm nào đâu, được chưa? Lên Facebook đi, nhóm Facebook. Vì Zalo của em giờ đang rất nhiều nhóm, nên là mình không biết nhóm nào, được chưa? Anh Lợi vẫn xem à? Bảo không nhớ gì cơ mà. Rồi. Cảm ơn mọi người, thì chúc mọi người ngày mai nghỉ lễ vui vẻ, được chưa? Không, trưa nay em uống ít thôi, không nhiều, nhưng mà cũng cảm thấy nó mệt, được chưa? Vâng. Cố like đi, like cho lượt tương tác nó tăng lên tí, tình cảm lên tí, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi mai buổi lễ vui vẻ, được chưa? À, sau những buổi sau em chia sẻ cho mọi người cái cách làm cái thiết bị, nhiều cái thiết bị hay lắm, được chưa? Rất là nhiều thiết bị để làm thiết bị kiểm tra, rất đơn giản thôi, rất là ứng dụng. Vâng, không sao đâu anh ạ. À, thì lúc khác anh kiểm tra cái mai anh chuyển lại được. Vâng. Thế lúc lấy like thì nhiều lúc nó bị lag, thôi bây giờ like cũng được. Rồi chào mọi người. Em đang ngồi đây mà không dám bật điều hòa vì nó ảnh hưởng cái phông đằng sau, nó đang chạy nó tự nhiên bị lỗi là rất vất vả, nên ngồi từ lấy ra có toát mồ hôi. Rồi, chào mọi người. Mọi người không xem được thì mọi người cứ xem lại ở trên YouTube đấy, kênh YouTube của em chia sẻ trên YouTube, chia sẻ đến mọi người. Thì cái phương pháp làm của em ấy, thì Tội nghiệp, mai không ạ.
Hôm mai nghỉ đi một hôm đi mọi người. Hiện tại thì mai chắc là nghỉ thôi mọi người ạ. Mai 1 tháng 5 thì thôi dành cho gia đình một hôm, được chưa? Dành cho gia đình một hôm. À, em sẽ thông báo trên Facebook nhé. Mọi người thông cứ đẩy cái Facebook của em ấy thì nó dễ hơn chứ, chứ bây giờ cũng không biết được cái mai là bao nhiêu, mai là thứ mấy rồi, mai thứ mấy em đẩy đó. Mai thứ mấy em không đẩy đó. Mai thứ mấy nhỉ mọi người, mai thứ mấy nhỉ? Cũng không đẩy ngày thứ ngày tháng. Mai thứ sáu rồi, mai thứ sáu nghỉ thì thứ bảy chủ nhật em sẽ live stream một buổi gì đấy thôi, chia sẻ cho mọi người cái gì đấy đó, được chưa? À vâng, anh nhắn tin cho em đi cái thông số cái tên đi ạ, để biết 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 được ạ. À, nhắn tin cho em cái chuyển khoản ấy, cái tên tên của anh chuyển ấy, thấy được. Vâng, thứ sáu, vâng thứ sáu rồi, em hiểu đấy rồi. Đây mọi người xem lại thôi, xem lại những cái buổi trước của em, xem lại buổi trước. Thì hẹn mọi người có thể chủ nhật buổi tối chủ nhật em sẽ có một cái gì đấy chia sẻ cho mọi người. Đấy, vâng, YouTube anh các anh cứ xem vào 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 cái phần Facebook cá nhân của em ấy thì để xem lại những cái bài viết trước thì em đã để hết tên tất cả trên đấy rồi. Để cho em không thể trả lời được trước. Kênh YouTube của em để hết đường link ở trên đấy rồi, mọi người cứ qua vào cái trang cá nhân của em ấy, được chưa? Vâng, đi Xuân Long. Đấy, có anh nào vừa chuyển tiền rồi. Em vẫn còn chưa tổng hợp được vì giờ này nhiều nhiều quá, em bận quá. Anh em nhớ nếu chuyển tiền anh em nhớ cái cú pháp là họ tên này, rồi địa chỉ tức là cái quận huyện của mình, được chưa? Không cần thiết phải nhắn tin là ủng hộ gì đâu nhá, em hiểu cái vấn đề rồi. Để em lấy được cái danh sách được cái tên, họ tên và địa chỉ của mình. Chứ đừng 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 làm nhầm lẫn, được chưa? Ok anh, ok anh Lợi, đơn giản mà vẫn còn bộ đo áp đỉnh chứ. Thì thì hôm nào mọi người thích em lại hướng dẫn mọi người cách làm đo áp đỉnh, đơn giản thôi mà, được chưa? Mọi người tự mua về tự lắp lấy, chỉ có mấy con linh kiện thôi. Có mấy linh kiện thôi mọi người, có thể làm bộ đo áp đỉnh cũng được, được chưa? Bộ đo áp đỉnh thì sau ba cảm biến từ hôm qua rồi, ba cảm biến mọi người thấy nó có khó không ạ? Có thấy nó khó quá không ạ? Ba cảm biến có thấy khó quá không? Rất đơn giản thôi, được chưa? Học theo cách hiểu thôi, đừng làm theo kiểu máy móc là nhớ quá nhiều thông số, em chả bao giờ nhớ. Hỏi em chịu cái giá trị nó bao nhiêu thì em chịu, nhưng em cũng hiểu được cái nguyên lý của nó thôi, được chưa? Hiểu được nguyên lý của nó thôi, chứ còn không cần thiết phải đi nhớ quá nhiều, em không nhớ cái gì cả. Em nói chung bản thân em còn ít khi nhớ, làm theo cách hiểu. Thì bỏ ra dùng đi. Hỏng đây em thấy anh gì nhỉ, quên rồi. Anh đo thay nhiều mobile lắm ấy. Vâng, em vừa nhận được tiền rồi ạ. Hải Đông 2 Hải Phòng. Rồi em nhận được rồi ạ. Vâng, mọi người vào nhóm đi chứ em không biết nhớ của ai đâu, bao nhiêu người em không nhớ được và em không tổng hợp được. Cái này em sẽ nhờ bạn nhân viên của em vào hoặc là nhờ anh Tiến ở trong nhóm ấy, thì anh sẽ tổng hợp giúp em. Được chưa? Được chưa? Chứ em không có thời gian để em tổng hợp được đâu vì em rất là bận. Rất là bận, được chưa? Cái em mọi người cứ vào cái nhóm mọi người, sau mọi người đăng ký thì nó dễ hơn, dễ hình dung hơn. Thì em sẽ hướng dẫn nó có những bức tranh nào cần in những bức tranh nào, được chưa? Khoảng vài ba chiếc bức tranh thôi, không cần nhiều đâu. Vài bức tranh thôi. Thì chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ làm một việc. Tham gia vào nhóm đi, tham gia vào nhóm để em mới biết được, chứ đừng đừng nhắn tin trên này em không biết được đâu. Và em không tổng hợp được đâu, được chưa? Mọi người nhớ là em không tổng hợp được. Em còn rất là nhiều việc khác, chứ không bây giờ em ngồi tổng hợp của mọi người mất ngày ấy, được chưa? Vì mục đích của em không phải bán hàng, mục đích chia sẻ mọi người thôi. Mọi người hiểu cái vấn đề chưa? Được chưa? Phí, tất cả cái phí hay bức tranh là như là bao tiền thì sau buổi sau em sẽ đưa cho cái hình ảnh cho mọi người nhìn thấy, mọi người cần in những tranh nào thì mọi người in, được chưa? Rồi mọi người chuyển cái số tài khoản của em ở trong bên kia kìa, số số tài khoản những bài trước của em ấy. Nhóm là đọc đọc hiểu sơ đồ, đọc hiểu sơ đồ thì phải. Nó là đọc hiểu sơ đồ. Anh cứ vào cái trang cá nhân của em, nó sẽ có cái đường em để chia sẻ cái đường link của nhóm ở trên phần trang cá nhân của em. Mọi người cứ chỉ việc kích vào đấy xong là ghi tham gia thôi. Em thì không có đặt câu hỏi đâu. Cứ tham gia đấy xong là em phê duyệt sau, được chưa? Vâng, mọi người cứ tham gia thôi, em ai cũng vào nhóm được chưa? Ai cũng có thể vào nhóm được. Em không phân biệt ai cả, nhưng mọi người nhớ vừa mua tranh thì em sẽ phân tích cho hướng dẫn cho mọi người trong cái lợi ích ở trong cái nhóm ấy. Thì em lại phải phải chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta đọc đọc cái sơ đồ đấy như nào, rồi khai thác cái sơ đồ ra làm sao.
rồi thì phương pháp tìm kiếm sơ đồ như thế nào nó lại phải phải chia sẻ cho mọi người cơ, nên là nhiều lúc cũng rất là mệt. Bây giờ mình gom mà mọi người in ra và mọi người về mọi người không dùng được thì cũng là rất là phí, được chưa? Vâng, mọi người nhớ ủng hộ nha, ủng hộ quỹ 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 phòng chống dịch Covid nhá. Mọi người nhớ là Thiệu vào làm gì? Thiệu bán xe vào làm gì? Treo ở nhà. Thiệu treo treo ở nhà làm gì? Đi buôn xe thì làm gì cho mệt ta? Rồi mọi người nhớ nhá, mọi người lên lên mọi người lên có máy chẩn đoán này, có sơ đồ để mọi người làm, được chưa? Mua ở đâu cũng được, máy hiện tại máy chẩn đoán ở Việt Nam bây giờ máy nào cũng dùng được, được chưa? Quan trọng là mọi người đầu tư mức độ giá tiền bao nhiêu rồi, hợp lý với mình là được, nhu cầu sử dụng của mình là được, được chưa? Vâng. Rồi mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề này không ạ? Thì để chúng ta có thể kết thúc ở đây. Thì buổi buổi mai thì nghỉ rồi, buổi mai nghỉ nhé mọi người nhé. Thì sau này xem buổi tối chủ nhật em xem có chia sẻ được cái gì cho mọi người không. Tên nhóm là đọc đọc hiểu sơ đồ, đọc cái ngang hiểu sơ đồ. Đâu khóa học này là ủng hộ tôi, kêu gọi ủng hộ mọi người, ủng hộ khoảng 50k thôi chứ không mất tiền học, được chưa? Anh cảm giác anh cảm nhận được cái khóa học này nó xứng đáng với 50k thì anh ủng hộ, còn không xứng đáng thì thôi không sao cả, được chưa? Mọi người cứ vào xem miễn phí thôi, 20 giờ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, được chưa? Không có gì cả. 50k này chỉ để ủng hộ nhé, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid, không phải là ủng hộ em đâu nhá, được chưa? Và có rất nhiều anh em là ủng hộ em chứ không ủng hộ Covid, nhiều lúc cũng khó, được chưa? Vâng, nghỉ thôi ạ mọi người, 10 giờ rồi, đúng giờ ta nghỉ thôi nhỉ, đúng giờ nghỉ, đúng giờ nghỉ. Vẫn còn 216 anh em đang theo dõi. Ngồi nói lên thiên vẫn có người theo dõi, được chưa? Ngồi nói lên thiên thôi. Rồi thì mọi người nhớ nhá, hai phương pháp của em là phương pháp thay đổi cái cách làm việc của mọi người để cho chúng ta hướng đến một cái phương pháp làm việc mới hơn, chứ đừng làm theo phương pháp cũ, để chúng ta phải nhớ kiểm đo kiểm rất nhiều, được chưa? Nhớ nhớ rất nhiều, đây là học và hiểu, hiểu rồi thì nó nằm ở trong đầu rồi, được chưa? Nó không phải là ở quyển sổ quyển sách của mọi người nữa. À chung, hiện tại thì em chưa có thông tin, được chưa? Chưa có thông tin về khóa học vì đang dịch bệnh, em chưa có rõ được lịch học là bao nhiêu, em chưa tổ chức được. Thì anh cứ theo dõi trang cá nhân của em, thì những lúc nào mà có lịch học thì em sẽ thông báo, vì bây giờ hiện tại đang dịch bệnh vẫn đang chưa hết, không biết thế nào được, nên là chưa có tổ chức được lịch học cụ thể, được chưa? Mọi người nên tham khảo cái khóa học online này, thì sau đó mọi người lên đi học, học đâu cũng được, học trung tâm nào cũng được, thì mọi người học theo cách làm. Bây giờ mọi người hiểu bản chất rồi thì mọi người học theo cách làm, được chưa? Rồi chào anh Kiệt, rồi mình thấy anh Kiệt lên hình à? Anh Kiệt hôm nay nhiều việc quá. Ngày mai chắc là nghỉ. À hôm nay trong đấy chắc nghỉ chứ anh Kiệt. Có video xem lại được mà anh, video xem lại được. Video vẫn xem lại được, những cái buổi livestream em đều lưu lại và em sẽ để ở trên YouTube, mọi người xem nó dễ dàng hơn. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xong khi em đăng cái bài mới nhất lên thì mọi người đều nó sẽ thông báo cho mọi người biết được là có bài mới, thì mọi người xem nó dễ hơn, được chưa? Đỡ phải mất công tìm, vì em không phải người nổi tiếng nên nhiều lúc tìm em khó lắm. Không phải người nổi tiếng nên khó tìm lắm, được chưa? Rồi mọi người cứ đăng ký kênh đi, được chưa? Đăng ký kênh. Mọi người cứ vào nhóm đi, em không chia sẻ được, không tìm được mọi người đâu. Mọi người vào nhóm, nhóm ở trên trang cá nhân của em, tìm ở trên trang cá nhân là có cái phần đường link, chỉ cần kích vào tham gia là được rồi, rồi em sẽ phê duyệt, được chưa? Nhóm đấy thì có rất nhiều lợi ích để cho mọi người. Thứ nhất là chúng ta đọc được sơ đồ, thứ hai nữa là chúng ta tìm kiếm được nguồn sơ đồ, rất nhiều các loại sơ đồ. Mai mai mọi người sẽ không cần thiết phải tìm cái nguồn tài liệu nào khác nữa, và rất nhiều nguồn tài liệu miễn phí cho chúng ta mà chúng ta không sử dụng, được chưa? Thì sau những buổi sau chúng ta sẽ được ở trong nhóm đấy, em sẽ chia sẻ live stream được, trực tiếp được để chia sẻ cho mọi người, được chưa? Mọi người tham gia vào nhóm, em thì em không cần thiết phải quá đông đâu, quan trọng là anh em mà cần thiết thì anh em vào, được chưa? Vào đấy là để mục đích là thay đổi, được chưa? Tên là Hà Nguyễn hay sao em không nhớ tên YouTube được. Có đường link ấy. Anh cứ tìm đường link của em ở trên Facebook của em, cá nhân của em có. Anh thoát ra rồi lại quay lại à? Vâng anh Kiệt. Tưởng em tưởng trong mấy đợt này đang cấm nhậu mà, cấm tập trung đông người vẫn nhậu à?
Rồi, thế những cái buổi livestream vừa qua mọi người thấy có hữu ích cho mọi người không ạ? Thôi cho phép chúng ta một lúc nữa chúng ta nghỉ thôi, vài phút nữa thì chúng ta nghỉ thôi, được chưa? Cho mọi người cũng nghỉ. Thì những cái buổi vừa rồi có thấy hữu ích không ạ? Có hữu ích không ạ? Thì chúng ta sẽ vâng, mọi người cứ tham gia vào nhóm ở phần Facebook cá nhân của em ấy, thì em ý khi em trả lời được bình luận đó, được chưa? Phần cơ khí động cơ à, cơ khí động cơ anh xem trên phần mềm ôn mô tô có hết mà. Còn anh phần phần xem cơ là phần nào cũng có hết, lắp ráp mạch rồi tất cả mọi thứ đều có. Được chưa? Mọi người thôi ngủ rồi. Chào thầy Sơn. La Thanh Sơn. Rồi, mọi người hãy chia sẻ nhá, chia sẻ đi để nhiều anh em biết đến. Thì những buổi sau chúng ta lại học nốt về cảm biến, chúng ta sẽ thấy chẳng phải cảm nhớ cảm biến nào cả, được chưa? Không nhớ cảm biến nào cả, học học theo phương pháp khác, không học không nhớ, không nhớ. Được chưa? Từ hôm qua hôm nay rồi, mọi người học bảo chả nhớ cái gì cả, được chưa? Vâng. Và cái phần bình luận những cái bài viết trước của em ấy, gửi hình ảnh vào đấy. Vâng, mọi người cứ tham gia vào nhóm đi. Đọc hiểu sơ đồ nhá, nhóm đọc hiểu sơ đồ. Vâng. Rồi cảm ơn mọi người, chúng ta nghỉ ở đây thôi. Em vẫn thấy nhiều người xem quá nên là mình cũng níu kéo lại. Vẫn còn nhiều rất nhiều người xem. Vẫn còn là khoảng 200 anh em nữa xem. Hôm nay được chưa được 400 anh em nhỉ? Chưa được 400 anh em. Chưa được 400 anh em. Thôi cho chắc là nghỉ đây thôi, em chắc đi tắm ngay thôi, đi tắm thôi, muộn quá hôm nay chưa được tắm. Vâng, xin chào mọi người nhá, chào nhau thì nghỉ thôi, em tắt live stream đây rồi. Xin chào mọi người, được chưa? Chúc mọi người ngày mai buổi ngày lễ vui vẻ nhá, vui vẻ bên gia đình. Ngày mai em cũng nghỉ live stream nhá mọi người nhá, ngày mai nghỉ, ngày mai nghỉ. Để xem là tối chủ nhật em sẽ có nghĩ ra một cái gì đấy, hoặc là mọi người chia sẻ xem có một cái gì đấy em chia sẻ tên cho mọi người, để chia sẻ cho mọi người cái cách một cái thiết bị gì đấy để mọi người kiểm tra, ví dụ bộ đo áp đỉnh chẳng hạn, được chưa? Đo áp đỉnh chẳng hạn, rất nhiều thứ để chúng ta làm. Rồi, ok mọi người, hẹn mọi người vào những ngày sau. Vâng, và chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, được chưa? Ngày lễ vui vẻ. Rồi mọi người nhớ nhá là chúng ta cần thì chúng ta lên trên YouTube chúng ta xem lại được. Rồi, chào mọi người, em kết thúc livestream đây nhá. Có nhiều anh em quá bây giờ cũng líu kéo. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngày mai có buổi ngày lễ vui vẻ. Được chưa? Rất nhiều anh em bảo ngừng live mới nghỉ đúng không ạ? Rồi, rất nhiều anh em nhắn tin cho em. Rồi xin chào mọi người nhá, em ngừng livestream ở đây 2 tiếng rồi. Xin chào mọi người.